ba. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma. Thần túc
thần túc là cái khả năng của tâm định tĩnh thuần tịnh siêu nhiên vững chắc bất động, thì có thể quyết định cho một thân biến ra nhiều thân. Cho nên một cái hành giả đấy, người ta có thể biến từ một cái thân mình ra nhiều thân, ví dụ người đó muốn biến thành 1.000 người giống y như mình cũng có thể biến được, hoặc là biến thành 1.000 người khác nhau, 100 người khác nhau, biến thành một người già, một người trẻ, hoặc khác nhau, mỗi người làm một việc thì nó có thể biến được cái điều đó. Thì nó có thể đi ở trên hư không như đi ở trên đất liền. Vì đấy cảm tác ý đó, ví dụ như là vị đấy muốn đi trên hư không thì đó mình nhập bậc các cái casina là nền tảng của thần thông như casina đất. Vì đấy biến tác ý là hãy có đất trên hư không, vì đó có thể biến thành một con đường ở trên hư không, hoặc là vị đó biến ra thành một con đường bằng vàng, bằng bạc, bằng châu báu hay bằng pha lê, và vị đó đi thiền hành ở trên đó thì cũng có thể được. Thì Đức Phật sau khi mà bắt đầu thành đạo xong ở dưới gốc cây Bồ Đề thì có ngài biến ra thành một cái con đường bằng châu báu, và ngài đi thiền hành ở xung quanh suốt một tuần nhỉ. Đến và bây giờ cái di tích nó vẫn còn này, đi trên mặt nước như đi trên đất liền. Một cái vị đấy thì có thể đi ở trên mặt nước, nếu muốn đi trên mặt nước vị đấy biến ra nước, biến ra đất ở trên mặt nước, vậy nó có thể đi ở trên này, độ thổ trồi lên đất liền như đi trên mặt nước, đi xuyên qua tường qua vách như đi trong hư không, và có thể tự thân bay đến cõi phát thiên. Thì những cái khả năng này thì đều có thể tu luyện và đều có thể thực hiện được. Thì những cái năng lực thần thông này thì các vị đệ tử Đức Phật, thời Đức Phật nên là thực hành đã rất nhiều cái người có thể thể hiện được những cái năng lực thần thông. Và đặc biệt là trong các đệ tử của Đức Phật thì có ngài Mục Kiền Liên được gọi là có thần thông đệ nhất. Thì một cái người mà thiện xảo về thần thông nhất trong giáo pháp của Đức Phật là tôn giả Mục Kiền Liên. Ngài có thể đi đến các cõi trời khác nhau bằng một cái thời gian chớp mắt rất là nhanh, một cái thời gian duỗi cánh tay lại, cái co cánh tay lại của một người lực sĩ, duỗi cánh tay lại là có thể từ đây lên đến cõi trời rồi, từ cõi trời trở về đất bằng cái thời gian từ cánh tay đang duỗi ra mà co lại, hay là bằng một cái chớp mắt ngắn ngủi thôi, tức là trong một cái tâm niệm là có thể thành tựu được những cái năng lực này. Thì lúc đầu thì Đức Phật chưa có xế ra cái giới mà cấm thần thông này, cho nên là lúc đầu các vị tỳ kheo cũng có thể thể hiện thần thông một cách tự do. Và cho đến một lần thì có một cái ông này, ông ấy là một cái người cư sĩ tại gia, một cái người gia chủ, ông lúc đấy ông chưa theo một tôn giáo nào, mà lúc đấy ở Ấn Độ có rất nhiều tôn giáo mà ông không biết là tôn giáo nào đáng để theo. Và bây giờ ông này thì không phải là người có trí tuệ, cho nên ông không phân biệt được cái giáo pháp cao thấp, mà ông ấy bây giờ cũng chỉ muốn biết được là cái tôn giáo nào có cái thần lực cao thượng, cho nên ông ấy làm một cái bình bát bằng cái gỗ trầm luôn, bằng cái gỗ trầm hương, và ông ấy đặt trên một cây sào rất là cao và treo trên mái nhà, tức là một cái khoảng cách nó phải cao tới mấy chục mét thì không biết, nhưng mà treo trên mái nhà nó đẳng nơ rất là cao như vậy. Rồi nó cũng dán cái cáo thị là bây giờ những vị đạo sĩ nào mà có thần thông đến đây mà bay được lên trên mái nhà, trên nóc nhà ấy, lấy được cái bát bằng trầm hương thì cái bát đấy sẽ thuộc về vị đấy. Nhưng mà cái mục đích của ông ấy là thế có cái vị nào mà có được cái thần thông mà bay được lên hư không thì mình sẽ quy y và trở thành đệ tử của cái tôn giáo đấy. Cái mục chủ trương của ông là như vậy. Cho nên là cái bát bằng gỗ trầm hương thì nó rất là quý, nó cũng cái gỗ trầm hương nó quý ngang với vàng, bát nó cũng giá trị như một cái bát vàng. Thế nên lúc đấy thì tất cả mọi người tụ tập đến, ngoại đạo tụ tập đến rất đông và dùng mưu kế để lấy cái bát đấy. Nếu mà ngoại đạo có dùng mưu kế mà bây giờ ta sẽ bay lên, và ông dặn với các đệ tử này, khi ta chuẩn bị bay thì ngăn ta lại, nói rằng là thưa thầy, việc gì mà chỉ vì một cái bát mà phải
thể hiện thần thông trước mặt những người tại gia này làm chi. Thôi thì nếu gia chủ người ta có lòng thì người ta cho luôn mình đi thì phải thể hiện thần thông làm gì. Thì rất nhiều người đến dùng những cái mưu kế đấy để lấy bát, nhưng mà ông này ông cho, ông bảo là bằng mọi giá ai phải có thần thông bay lên được thì người đó, thì cái bát mới thuộc về người đó. Thì lúc đấy có hai vị tỳ kheo là một kiền niên với một vị tỳ kheo khác đi đến đấy. Thì cái vị tỳ kheo kia nói là bây giờ ta sẽ bay lên để lấy cái bát kia. Và sau đó vị đó dùng thần thông bay lên và lấy được cái bát trầm hương về, và vị đó về đưa ra lên Đức Phật. Thì Đức Phật mới hỏi nguyên nhân tại sao lại có cái bát này. Thế là các vị mới kể đấy là do có cái người ta treo lên như thế để xem ai lên lấy được. Thế thì lúc đấy Đức Phật mới mắng cái vị tỳ kheo đó là ông là cái người không biết hổ thẹn, không biết chi túc, chỉ vì một cái bát tầm thường này mà đi thể hiện cái pháp thần thông ở một cái nơi không xứng đáng. Thì lúc đấy Đức Phật mới bắt nghiền nát cái bát trầm hương đó thành bột và rải trên mặt đất. Và lúc đấy Đức Phật mới chế ra một cái giới là cấm, từ nay đến cấm các tỳ kheo không ai được thể hiện cái pháp thần thông. Và từ đấy thì pháp thần thông ai có thì người đó tự biết, chứ không được thể hiện một cách thoải mái như trước nữa. Còn các tỳ kheo thì vẫn có thần thông. Và ngay Đức Phật trong cái quá trình giảng đạo, đi truyền bá giáo pháp của mình, rất nhiều lần Đức Phật đã sử dụng thần thông, chứ không phải là Đức Phật không sử dụng đến thần thông. Ví dụ như là ngay khi mà Đức Phật mới thành đạo thì lúc đấy rất nhiều chư thiên người ta cũng nói với nhau là vị đó chưa thành đạo. Có người chư thiên thì nói vị đó đã thành đạo. Và các vị chư thiên đó cãi, cũng có cái thắc mắc với nhau mà thành đạo rồi sao vị đó vẫn còn quỳnh quan ở gốc cây bồ đề làm gì, vị đó vẫn còn đang phải tu mà. Thế là Đức Phật mới giải đáp cái hoài nghi của chư thiên, thì ngài mới dùng thần thông đi thiền hành ở trên hư không suốt một tuần, thì để cho chư thiên có cái niềm tin là ngài đã thành đạo. Và sau này khi mà đi để mà độ được ba nha môn ca diếp với lại 1.000 đệ tử, thì Đức Phật đã phải trải qua tới hàng trăm lần thể hiện các cái pháp thần, các cái pháp thuật thần thông trước mặt là ông đại ca diếp ấy, yêu lâu tần hoa ca diếp. Vì ông này cũng rất ngang bướng, ông ấy cho rằng là mình mới là một bậc a la hán, còn ông nghĩ là Đức Phật lúc đấy dù có thần thông nhưng ông không tin, ông không chịu khuất phục. Và Đức Phật đã phải suốt 3 tháng liền dùng rất nhiều pháp thần thông mới khiến cho cái ông yêu lâu tần hoa ca diếp thì ông ấy tâm phục khẩu phục, và sau đó ông ấy xuất gia trở thành vị đệ tử, và cùng 1.000 các cái đệ tử theo cái ở bên cái đạo của thờ đường, 1.000 vị đạo sĩ thờ đường là đệ tử của ba nha môn ca diếp, bắt đầu mới quy theo Phật, và sau đó trở thành 1.000 vị a la hán. Thì mà khi mà Đức Phật gặp những cái thanh niên như là thanh niên Gia Xá, thì Đức Phật cũng đang giảng pháp, thì cái người cha của Gia Xá bắt đầu đi tìm con. Thì Đức Phật biết là nếu bây giờ để cho hai cha con gặp nhau thì cái tình cảm xúc động nó sẽ khởi lên và không còn tâm trạng để nghe pháp nữa. Và lúc đấy Đức Phật đã dùng cái thần thông là biến cái ánh sáng thành bóng tối, nên thì làm cho hai cha con ngồi cạnh nhau nhưng không nhìn thấy nhau, và Đức Phật giảng một cái bài pháp. Thì nghe xong cái bài pháp đấy, người con chứng quả a la hán, người cha chứng quả dự ni. Khi mà nghe pháp xong đắc đạo rồi thì Đức Phật mới dùng cái thần thông cho hai cha con thấy nhau. Thì trong suốt cái quá trình giảng đạo nữa, có những cái lúc mà ngoại đạo nó thách đấu với Đức Phật. Nó thách đấu là nếu sang Môn Gotama đến đây thì để thi thố thần thông của ta, thì ta sẽ, nếu mà sang Môn Gotama thể hiện một pháp thần thông thì ta sẽ thể hiện hai pháp thần thông. Nếu Sa môn Gotama thể hiện hai pháp thần thông thì ta sẽ thể hiện bốn pháp thần thông. Nó nhiều khi ngoại đạo thách đố như thế. Và cái điều đó đến tai Đức Phật, thì Đức Phật đã đến cái nơi đó. Khi mà đến nơi thì ngoại đạo sẽ bỏ chạy hết, không ai dám thi thố pháp thần thông với Đức Phật. Và mặc dù như thế nhưng mà Đức Phật vẫn thể hiện những cái pháp thần thông. Và trong những cái lần thể hiện như thế
thì rất nhiều người đã khởi lên cái niềm đức tin, cứ khởi lên cái niềm tin và xin đi xuất gia. Nhưng mà sau khi giáo pháp đã hưng thịnh rồi, có nhiều người tu theo rồi, thì lúc đấy dần dần Đức Phật lại giảm bớt cái sự thể hiện thần thông đi, không còn dùng thần thông nhiều như cái thời gian đầu nữa. Và lúc đấy có rất nhiều người cư sĩ cũng đến năn nỉ Đức Phật là Đức Thế Tôn, xin ngài hãy đến cái vùng đó, nơi đó là một cái nơi trù phú, dân cư đông đúc, con người có niềm tin với giáo pháp rất là đông, Đức Thế Tôn hãy đến đấy, hoặc là cho các đệ tử đến đấy để thể hiện những cái pháp thuật thần thông để tăng trưởng cái niềm tin của mọi người, để cho mọi người sẽ học pháp đông hơn. Thì lúc đấy Đức Phật là nói rằng ta thật sự nhàm chán cái pháp thần thông, ta nhàm chán pháp thần thông, bởi vì nếu bây giờ ta thể hiện pháp thần thông thì ngoại đạo họ cũng nói rằng các cái chú thuật của ngoại đạo cũng thể hiện được thần thông như vậy. Đấy, thì cái pháp của Sa môn Gotama đâu có hơn gì ngoại đạo, bởi vì cái thời xưa là ngoại đạo người ta luyện các cái pháp chú thuật, người ta luyện các cái pháp bùa chú, người ta cũng thể hiện được các năng lực thần thông, người ta cũng có thể bay trên hư không, người ta cũng có thể độn thổ trồi lên, đi trên mặt nước, đi trên đất liền như đi trên hư không được, hay là đi, người ta cũng làm được những cái năng lực thần thông đấy, cũng thành tựu được như vậy. Cho nên Đức Phật nói là ta đã nhàm chán các pháp thần thông, và lúc đấy Đức Phật nói ta chỉ sử dụng một cái pháp thần thông, đó là giáo hóa thông, chỉ sử dụng thần thông trong cái năng lực giáo hóa mọi người. Ví dụ như ngài muốn giáo hóa cho ai thì ngài dùng cái thần thông, ngài quán được cái ba la mật của người đó, cái căn tánh của người đó, và ngài cho cái người đó một cái pháp môn tu, một cái bài pháp nó rất là phù hợp với căn cơ của cái người đó, và cái người đó sau khi được nghe cái pháp nó đúng với cái tâm trí của mình, và vị đó có thể giác ngộ rất là nhanh chóng. Về sau này Đức Phật chỉ có chú trọng về giáo hóa thông, và Đức Phật không có chú trọng về các cái năng lực thần thông khác. Thì thần thông không phải là mục đích của đạo Phật. Đức Phật không có lúc nào là chủ trương là dạy thần thông, nhưng mà trong cái quá trình tu luyện để đạt đến một cái mức độ nào đó, nó vẫn có cái năng lực thần thông, nó vẫn sinh khởi. Ví dụ như để đắc đạo trở thành một vị A La Hán, thì một cái vị A La Hán đấy cũng ngay lập tức có tam ba cái năng lực thần thông, đó là tam minh, cũng gọi là ba cái em, gọi là túc mạng minh, cũng là túc mạng thông, thiên nhãn minh cũng là thiên nhãn thông, và nội tận minh cũng là nội tận thông. Còn các cái vị A La Hán mà có cái ba la mật cao nữa thì vị đó thành tựu được tam minh và lục thông. Khi chứng quả A La Hán đồng thời cũng thành tựu được sáu pháp thần thông rồi, tất cả những pháp thần thông đấy, năm cái thần thông trước với lại còn cái nội tận thông nữa. Thì Đức Phật là một bậc cao thượng nhất về tất cả các pháp thần thông. Đức Phật thì có cái năng lực thần thông không ai có thể sánh ngang được, đó là ngài có thể một lúc thể hiện được, ngài một lúc có thể thể hiện ra được hai loại thần thông khác nhau, và chỉ có Đức Phật mới làm được điều này. Ngay cả các bậc A La Hán mà cao thượng như ngài Mục Kiền Liên là bậc thần thông đệ nhất cũng không làm được một lúc mà thể hiện được hai pháp thần thông, gọi là song thông. Đức Phật có thể là trên phun ra đường, dưới phun ra nước, hoặc trên phun ra nước, dưới phun ra đường. Thì một lúc là tâm phải bắt vào hai đối tượng, hai cái kasina khác nhau, một cái kasina đường, một kasina đất, sau đó mới quyết định biến nó thành đường, biến nó thành nước. Thế nên cái năng lực đặc biệt chỉ có Đức Phật mới có. Thì Đức Phật là có cái năng lực thần thông mà không thể nghĩ bàn được. Hoặc là có những cái lần Đức Phật gặp những cái vị đại phạm thiên bị tự xưng mình là chúa tể, là một cái bậc gọi là một cái bậc không có ai có thể sánh bằng được năng lực. Thì Đức Phật dùng những cái năng lực thần thông với những cái vị phạm thiên đấy, như là bây giờ vị phạm thiên đấy ẩn đi đến bất cứ một chỗ nào thì cái thiên nhãn của Đức Phật có thể phát hiện ra ngay. Nhưng mà đến lúc Đức Phật bảo bây giờ ta biến mất, ngươi có tìm thấy ra không? Thì lúc đấy thì Đức Phật dùng thần thông biến đi, và vị đại pháp thiên đó dùng thiên nhãn tìm khắp tam giới không thấy đâu. Đến lúc mà Đức Thế Tôn con tìm thấy ngài rồi, mà ta đang đi thiền hành trên đồng hương,
lúc ấy Đức Phật đi thiền hành ngay ở trên đầu, vì nó không biết gì hết. Những cái năng lực thần thông của Đức Phật là trong khắp tam giới thì không ai sánh bằng được, không một chúng sinh nào ở thiên giới hay là các thiên giới hay là sa môn và la môn chư thiên và nhân loại, không ai có thể sánh bằng ngang bằng được với Đức Phật về năng lực thần thông. Thì những cái bậc mà có cái ba la mật lớn, những bậc đại đệ tử, những bậc thượng thụ đệ tử thì chứng đắc đạo quả a la hán là có thần thông này. Còn những cái bậc gọi là phàm nhân đệ tử, phàm nhân hay là những cái đệ tử về sau này thì muốn có thần thông là bắt buộc phải tu luyện, phải trải qua một cái sự tu luyện tuần tự thì mới có được. Cái đầu tiên đó là cái năng lực của túc mạng thông, là những cái năng lực này. Và cái năng lực thứ hai là thiên nhĩ thông là cái khả năng là có thể với cái tâm định tinh thuần, tịnh siêu nhân vững chắc bất động thì có thể nghe được những âm thanh từ các cõi sống khác nhau với cái khoảng cách rất là xa mà tai thường không nghe thấy được. Nhưng vì đó mà thành tựu được thiên nhĩ, vì đó có thể nghe được những cái âm thanh ở một cái khoảng cách rất là xa. Ở đây mà có thể nghe được ở trên Hà Nội nói chuyện thì có thể nghe được ở các cái chư thiên ở cõi trời, có thể nghe được những âm thanh từ dưới địa ngục, từ cõi phạm thiên. Thì đấy là gọi là thiên nhĩ, vì đó mở lòng cái ánh sáng của mình đến đâu thì bị nó nghe được cái âm thanh ở đó. Còn tha tâm thông, tha tâm thông là cái tâm mà có thể biết được tâm của người khác, cái tâm của người khác đang suy nghĩ cái gì thì người có tha tâm thông là biết. Cho nên là khi Đức Phật mà thuyết pháp, Đức Phật thường hay sử dụng tha tâm thông. Cho nên là ai là cái người có chú tâm lắng nghe, hay là ai là một cái người đang suy nghĩ với những cái vọng tưởng lan man ở trong tâm thì Đức Phật đều biết. Thì cái tha tâm thông là cái khả năng thấy được cái tâm, ví dụ tâm người khác đang có tham, hay là cái tâm đang có sân, cái tâm không tham không sân, tâm có si, tâm không tham không sân không si, biết được tâm tình cảm suy nghĩ của người khác thì gọi là tha tâm thông. Túc mạng thông là một cái trí nhớ về những cái đời sống quá khứ của chính mình nên gọi là túc mạng thông. Vì anh nhớ về cái đời sống quá khứ, một đời, hai đời, 10 đời, 20 đời, 100 đời, 1000 đời, 100.000 đời. Đó, kiếp trước ta sinh ra ở cõi nào, ở cái hạnh phúc hay khổ đau, tuổi thọ, đời sống cao thấp hay hạ điểm. Nhớ lại có cái đời sống quá khứ một cách đại cương và chi tiết. Vì đó có thể nhớ một cách chung chung, hoặc là có thể nhớ một cách chi tiết trong cái kiếp sống đời đã diễn ra những cái chuyện gì. Thì đó được gọi là túc mạng thông. Thì đặc biệt là liên quan đến cái túc mạng thông này thì Đức Phật kể vô số những cái câu chuyện liên quan đến tiền kiếp. Và ai mà đọc kinh tiểu bộ, ai mà đọc cái tiểu bộ kinh thì mình sẽ thấy có tới mấy gần 1000 câu chuyện Đức Phật kể về những cái những cái nhân duyên, những cái câu chuyện mà nó liên quan đến các đời sống quá khứ của bản thân mình và của các đệ tử. Thì cái kinh tiểu bộ sẽ có rất nhiều những câu chuyện tiền thân, gọi là chuyện tiền thân, mấy trăm cái câu chuyện tiền thân. Và những cái câu chuyện này nghe nó rất là hay, nó rất là hấp dẫn. Nên chịu khó nghe kinh tiểu bộ thì sẽ thấy được các Đức Phật kể về những cái câu chuyện tiền thân. Thì đấy chính là phúc mạng thông. Phúc mạng thông này có thể hướng về những cái kiếp sống quá khứ, một đời, hai đời, 100 đời, 1000 đời, 100.000 đời, hoặc là một đại kiếp, 10 đại kiếp, hàng trăm ngàn đại kiếp, hàng A tăng kỳ kiếp, một A tăng kỳ kiếp, hai A tăng kỳ kiếp, vô số A tăng kỳ kiếp. Cái trí tuệ của Đức Phật thấy được rất nhiều các cái A tăng kỳ kiếp ở trong quá khứ. Nhưng mà ngoại đạo của người ta tu luyện, người ta cũng thấy được những cái kiếp trước, nhưng mà cái năng lực của họ chỉ thấy được đến 40 kiếp là hết, 40 kiếp quá khứ là hết. Nhưng mà vì họ chỉ có thiền định mà không có thiền tuệ, cho nên cái năng lực của cái túc mạng thông của ngoại đạo nó chỉ có giới hạn.
Còn những cái đệ tử phàm phu của Đức Phật cũng có thể thấy được cái 100, 200 đại kiếp. Còn những bậc đại đệ tử thì có thể, hay là các cái bậc đệ tử như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên phải thấy tới A Tăng Kỳ Kiếp. Còn riêng Đức Phật thì thấy vô số kiếp, không có giới hạn về các cái năng lực thần thông, để thấy các cái đời sống quá khứ, gọi là túc mạng thông, thiên nhãn thông. Thiên nhãn ở đây, thiên nhãn ở đây có nghĩa là cái mắt của chư thiên thấy được những cái điều rất là vi tế, rất là xa. Thì cái người mà thực hành cái pháp thiền có khả năng thấy được cái điều này. Cái thiên nhãn thông này cũng gọi là sinh tử trí, thấy được người này chết sinh về đâu. Bây giờ muốn phát triển thiên nhãn thông là cái người đó sẽ quan sát, dùng cái thiên nhãn của mình, ngồi đây mình bắt đầu mình có thể hướng tâm ra bên ngoài, mình thấy được những cái vật chất ở bên ngoài. Đấy, sau đó hướng tâm về các cõi trời, các cõi địa ngục, từ cõi địa ngục, các tầng địa ngục, rồi các tầng trời. Đấy, sau đó mình sẽ quán một cái người, ví dụ một cái người thân của mình khi chết sinh về đâu, mình sẽ thấy được cái thiên nhãn này, mình sẽ thấy được cái điều đó. Hoặc là mình thấy một cái vị chúng sinh ở cõi địa ngục, mình sẽ quán được rằng tại sao cái người này phải đọa vào địa ngục, thì cái thiên nhãn trí nó cũng sẽ thấy luôn cái nghiệp mà cái người đó đã tạo, nó đã tạo cái nghiệp gì mà phải đọa vào địa ngục. Và cái người đó có thể quán một con trâu, một con bò, tại sao nó phải sinh làm trâu, làm bò, làm chó, làm gà, thì cái thiên nhãn đấy nó có sẽ thấy luôn được cái nghiệp kiếp trước, cái con vật đấy nó làm cái gì, cho nên bây giờ nó phải sinh ra cái loài đó. Đấy nó gọi là thiên nhãn có thông, hay còn gọi là sinh tử trí, thấy được cái sự chết và tái sinh của chúng sinh theo cái nghiệp mà họ đã tạo. Thì đặc biệt là cái thiên nhãn thông này là cái pháp mà dễ hành nhất trong các cái pháp thần thông, và đến bây giờ vẫn còn được lưu truyền, là đặc biệt là về thiên nhãn thông. Không bị nữa, muốn chứng đắc được thần thông thì phải thực hành thiền. Đấy là năm cái pháp thần thông như vậy. Và muốn chứng đắc được cái sự thần thông đã cần phải thực hành thiền một cách tuần tự. Một cách tuần tự để chứng đắc thần thông như thế này. Trước tiên vị đó phải lần lượt tu tập 10 ca sĩ đã chứng đắc từ sơ thiền đến phi tưởng, phi vị tưởng chứng. Sau đó thực hành thêm 14 pháp làm chủ tâm một cách thuần thục trên 8 ca sĩ đã. Khi năng lực của thiền định đạt đến một cách sung mãn nhất thì vị đó sẽ thành tựu được những cái pháp thần thông. Tùy cái năng lực của cái người thực hành đấy, có những người có thể thành tựu được một cái sự thần thông, một cái pháp thần thông có giới hạn nào đấy. Cũng có người mà cái định lực mà mạnh thì nó có thể thành tựu được cả 5 pháp thần thông. Thì trước tiên là vị đó phải tập thiền, phải đắc được tứ thiền bát định, phải hành ca sĩ đa đất, nước, lửa, gió, đen, vàng, đỏ, trắng, hành 8 ca sĩ na đấy. Và sau đó khi mà đắc được thiền trên 8 ca sĩ na đấy rồi, tứ thiền bát định rồi, bắt đầu vị đó phải hành cái pháp làm chủ tâm, 14 cái pháp làm chủ tâm. 14 pháp làm chủ tâm này, đây là 14 pháp. Thứ nhất là vị đó phải hành thuận chiều ca sĩ na, hành ngược chiều ca sĩ na, thuận chiều và ngược chiều ca sĩ na. Về thuận chiều các tầng thiền, ngược chiều các tầng thiền, thuận và ngược chiều các tầng thiền, về bỏ băng tầng thiền, bỏ băng ca si na, bỏ băng thiền và ca si na, chuyển vị trí thiền chi, chuyển vị trí đối tượng, chuyển vị trí thiền chi và đối tượng, xác định thiền chi và xác định đối tượng. Đây là 14 cái pháp làm chủ tâm, tức là vị đó phải rèn luyện làm sao để cho cái tâm của mình nó trở nên nhu nhuyễn thuần thục, nó có thể làm chủ được tâm, nó có thể đang ở cái ca si na này nó nhảy sang bất cứ ca si na nào nó muốn, nó đang ở tầng thiền này nó có thể nhảy đến bất cứ tầng thuần nào nó muốn, nó có thể đi lên đi xuống, đi ngang đi dọc, đi ngược đi xuôi, đi tiến đi nổi, đi bất cứ một cái cách nào. Trong thì mỗi một cái ca si na là nó có 8 tầng thiền, mà 8 ca si na đấy nó 864 tầng thiền đấy, thì vị đó phải hành làm sao cho nó thuần thục, đi lên đi xuống, đi ngang đi dọc, đi ngược đi xuôi, đi phải đi trái. Cái tâm của vị đó hướng đến cái tầng thiền nào, hướng đến cái ca si na nào cũng đều được hết. Đi một cách tuần tự, hay là đi một cái hay là mình đi một cách mà bỏ băng,
Hãy rèn luyện như thế thì nó cũng giống như là một cái người thợ vàng mà người ta muốn muốn nặn ra được một cái hình dáng gì, muốn nặn ra được một cái đồ gì thì người ta phải trộn vàng vào nhau, người ta phải nung, phải nấu này để cho cái vàng nó tan chảy ra, bắt đầu nó nhu nhuyễn ra rồi, sau đó cái vị đó muốn nặn nó thành cái hình gì cũng được. Thế thì cái tâm cũng vậy, bây giờ mình phải rèn luyện cho cái tâm nó trở nên nhu nhuyễn, nó trở nên thuần thục, nó trở nên mềm mại. Thì cái tâm của người càng, một cái người mà có cái tâm càng nhu nhuyễn, càng thuần thục, càng mềm dẻo thì cái người đấy sẽ càng sử dụng được cái tâm theo ý muốn của mình. Còn cái người nào mà có cái tâm nó cương, nó cứng, nhắc nó khó tại bản, nó không thuần thục ấy, thì cái người đấy không làm chủ được tâm thì bị đó không làm được những điều mà bị mình muốn. Thì cái pháp thần thông là cái pháp nó sẽ làm được những cái điều mà mình muốn. Bây giờ mình muốn cái gì mà nó thành tựu được cái đấy thì đó là thần thông. Thần thông là cái thần thông, có nghĩa là mà mình làm được cái mà mình muốn, đấy là thần thông, không có gì là khó. Giờ tôi muốn bay lên như con chim, đấy mà mình bay được một cái thì đấy là thành tựu thôi. Thì nó gọi là cái sự thành công. Thần thông nó cũng gọi là thành công. Thành công, đạt được cái điều mình mong muốn. Thì cái sự rèn luyện, cái sự tu tập về tâm là vậy. Thì tâm mình làm chủ được tâm thì mình có thể làm được ra những cái mình muốn. Đều là sản phẩm của tâm. Thế bây giờ có cái người ta muốn bay lên trời nhưng người ta không có thần thông, người ta chế ra máy bay. Vậy cái người chế ra máy bay có phải là có thần thông không? Thần thông cũng được gọi là một năng lực của trí tuệ. Người ta cũng gọi là một năng lực của trí tuệ. Mà cái người ta phát minh ra máy bay, người ta có phải là trí tuệ không? Cũng là một năng lực của trí tuệ đấy. Nhưng mà cái năng lực của trí tuệ đấy nó không được xếp vào thần thông, nhưng mà nó được xếp vào một dạng của thần thông. Đó là nó cũng là một cái loại thành công. Cái trí tuệ đấy rất là sâu sắc, cái người đấy cũng rất là giỏi, nhưng mà chưa bằng thần thông được. Thần thông thì cao hơn, cái năng lực, cái thành công của thần thông thì cao hơn. Tự cái thân vị đó có thể bay lên không cần nhờ cái máy bay. Còn một người thì muốn bay lên được phải nhờ cái máy bay, cái thần thông. Thế mà con chim nó không cần phải rèn luyện, nó không cần máy bay, nó bay lên được thì nó có thần thông không? Con chim nó có thần thông không? Bây giờ mình muốn có thần thông mình phải tu luyện mấy chục năm. Con chim nó vừa mới nở ra được có mấy ngày nó biết bay. Nó giỏi không? Đấy là một cái loại thành công do nghiệp. Đấy. Chúng sinh đến là tự cái nghiệp là nó đã có cái sự thành công ở ngay trong cái nghiệp của nó rồi. Nó có cái năng lực của thần thông. Vậy thì thần thông có phải là một cái gì đó nó siêu nhiên không? Nó huyền bí á, nó huyễn hoặc, nó viễn tưởng không? Không có gì là viễn tưởng cả. Nó là một cái bình thường, nó chỉ là một cái năng lực của tâm trí thôi. Nhưng mà bây giờ cách đây khoảng 300-400-500 năm trước đấy mà nói đến đấy là bây giờ có người nói rằng là con người sau này nó giỏi lắm, nó chế được thần thông, nó may lên, lúc ấy có ai tin không? Và đấy là đang mơ tưởng, lúc ấy chưa ai nghĩ đến máy bay. Nhưng mà đến bây giờ người ta vẫn bay lên được. Nhưng mà bây giờ lại nói lại, thời cách đây 500 năm trước người ta cũng có thể bay lên hư không là chuyện bình thường. Thì thời giờ có ai tin không? Thì thế giờ người ta bảo chỉ có trong phim mới có. Nhưng mà thực ra cái thời ngày xưa, cách đây 500 năm trước mà những người còn biết bay là đầy rất nhiều, hay là 1000 năm trước thì lại còn nhiều hơn. Cái thời nào mà cái tâm của con người nó mạnh thì là cái năng lực về tâm linh nó mạnh. Có những cái thời mà cái năng lực tâm linh nó suy thì cái năng lực của bây giờ là cái thời có năng lực của cái năng lực của vật chất nó mạnh hơn tâm linh. Còn thời xưa thì cái năng lực của tâm linh mạnh hơn vật chất. Thời ngày xưa người ta cũng có những cái khả năng cao thượng thì người ta sống nó không quan trọng về vật chất. Còn thời nào con người đắm nhiễm vào vật chất thì nó kém về cái phần năng lực về tâm linh.
về tinh thần. Thôi không bay nữa thì dùng máy bay. Thời ngày xưa người ta có thể bay được. Thế thì bây giờ mình sẽ thực hành để mà làm chủ được tâm. Thứ nhất là phải thực hành một cách thuận chiều các kasina, ví dụ vì đó nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng thi phi tưởng xứ. Vì đó nhập một cách tuần tự như vậy, đấy nó gọi là xuôi chiều, thuận chiều kasina. Vì đó phải đi xuôi như vậy, tức là đi giống như là người đi lên bậc thang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đi diễn hạng nặng, rèn luyện nhiều cho nó thuần thục đi. Nó giống như là mấy cái vị võ công ở bên Thiếu Lâm Tự ấy, mấy cái vị mà võ sinh mà học Thiếu Lâm Tự ấy, người ta phải tập đứng vững ở trên các cây cột đấy. Lúc đầu cái cây cột nó chỉ thấp tè tè trên mặt đất này, sau đó mới cao dần này. Vì nó phải đứng tấn ở trên những cái cây cột cho nó quen. Thì cái người hành thiền bạn đầu tiên là đi thuận chiều, đi từ thấp lên đến cao, sau đó là đi ngược xuống lần lượt các kasina, xong là đi đất nước lửa gió, tất cả các kasina phải đi thuận như thế, xong rồi bắt đầu mới đi ngược xuống, đi từ 8 xuống đến 1, đi ngược chiều kasina, đi từ đất nước lửa gió lên vàng đỏ trắng, xong đi ngược lại trắng đỏ vàng đen gió lửa nước đất. Đi xuôi, đi ngược, đi xuôi như vậy. Giống như mấy cái người ta học võ công, người ta phải rèn luyện căng. Thì cái người mà học về các cái pháp về thần thông này cũng có một cái công phu phải tu luyện ở một cái mức độ rất là cao. Và người nào đạt được cái mức độ đến một cái năng lực là phi thường thì mới thành tựu được. Còn người nào mà không có cái sự rèn luyện ở cái mức độ phi thường không thành tựu. Một cái người mà chứng được thiền cũng là một cái năng lực cao, nhưng mà để mà đắc được thần thông thì người còn phải có một cái sự nỗ lực cao hơn. Nhưng mà để chứng đắc được đạo quả thì lại còn khó hơn đắc thần thông. Đắc được thiền thì đã là khó rồi, đắc được thần thông thì còn khó hơn, nhưng mà để mà đắc được thánh quả thì lại còn khó hơn nữa. Cho nên nó gọi là có ba cái pháp mà chỉ những bậc thượng nhân mới thành tựu được. Đó là pháp thiền thông đạo quả, tức là chứng đắc thiền, chứng đắc thần thông và chứng đắc đạo quả. Đấy, ba cái pháp thượng nhân, tức là người nào mà thành tựu được một trong ba cái pháp đấy thì được gọi là bậc thượng nhân. Thuận chiều và ngược chiều, rồi bắt đầu đi ngược đi xuôi, đất nước lửa gió đen vàng đỏ trắng, vàng trắng đỏ vàng đen gió lửa nước đất. Đấy, xong là đến cái thứ ba là thuận chiều các tầng thiền, sơ nhị tam tứ thiền. Đấy, từ đi từ sơ thiền lên đến bát thiền, lên đến bát định, lên đến phi tưởng phi tưởng xứ, rồi lại đi ngược từ trên xuống dưới. Đấy, từ tầng thiền thứ nhất đến tầng thiền thứ tám, rồi lại đi ngược từ 8 xuống đến 1. Đấy, xong rồi lại đi lên rồi đi xuống, thuận chiều và ngược chiều, đi lên rồi lại đi xuống, đi xuống lại đi lên, giữ hành cho nó thuận như thế, rồi lại bỏ băng tầng thiền, tức là vào tầng 1 thì lên 3 luôn, bỏ qua 2, đến 1 một cái nhảy lên 3, nhảy lên 5, lên 7 luôn, trong là 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7, 1, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, xong là 7, xuống đến 5, xuống 3, xuống 1, sang 6, 8, 2, 4, 7, 1, 3, 5, 8, 2, 4, 6. Đây là cái cách mà đi như vậy, cứ bỏ băng như vậy để cho cái tâm nó quen với một cái sự rèn luyện, một cái sự rèn luyện như thế để cho nó thuần thục, nó quen. Thì và nhận làm những cái thực hành được những cái này cũng rất là khó. Bỏ băng kasina, nhập vào đất, xong là bỏ qua nước này, vào lửa để nhập vào gió, bỏ qua vàng nhập vào đỏ, rồi lại bỏ qua đất nhập vào nước, rồi bỏ qua lửa rồi vào gió, bỏ qua đen rồi vào vàng, bỏ qua đỏ rồi vào trắng. Đất nước đen đỏ nước gió vàng trắng, lửa đen đỏ đất gió vàng trắng nước, xong lại đen đỏ đất lửa vàng trắng gió nước, đỏ đất
gió đen, trắng nước, gió bạc. Nên là cứ đi qua đi lại như thế, làm cho nó thuần thục được cái bỏ băng này đi, xong lại hành đến một cái khác, bỏ băng thiền chi và kasina. Vừa bỏ băng tầng thiền, vừa bỏ băng kasina, thì cái này là khó nhất trong 14 cái. Nhập vào thư thiền kasina, rồi lên tam thiền kasina nửa, rồi lên không vô biên xứ của kasina đen, lên vô sở hữu xứ của kasina đỏ. Nhập vào sơ thiền kasina nước, lên tam thiền kasina gió, gió rồi đến không vô biên xứ của kasina vàng, vô sở hữu xứ của kasina trắng, rồi lại nhị thiền của đất, tứ thiền của nửa, rồi lại thức vô biên của kasina đen, phi tưởng phi tưởng xứ của kasina đỏ, lại nhị thiền nước, tứ thiền gió, thức vô biên xứ của vàng, phi tưởng phi tưởng xứ của trắng. Như vậy thì được gọi là bỏ băng tầng thiền và kasina, cứ tất cả các tầng thiền kasina, vừa bỏ băng tầng thiền vừa bỏ băng kasina. Cái tuần tự theo cái bảng như vậy, cái thiền chi gọi là chuyển vị trí thiền chi. Nhập vào sơ thiền để phân biệt năm thiền chi, nhị thiền ở ba thiền chi, để rồi đến thiền chuyển vị trí đối tượng. Nhập vào sơ thiền trên kasina đất, rồi lần lượt sơ thiền, lần lượt trên kasina đất, rồi nước lửa gió lên vàng đỏ trắng, xong rồi lên nhị thiền, rồi lên tam thiền, rồi lên tứ thiền, rồi là xác định thiền chi, số lượng các cái thiền chi của mỗi tầng thiền. Sơ thiền có 5 thiền chi, nhị thiền có 3 thiền chi. Nên cái này nó là cái năng lực của tuệ, phải xác định đối tượng. Nhập vào sơ thiền kasina đất, rồi xuất thiền là xác định đây là kasina đất, cứ tương tự như vậy. Tức là vừa phải thuần thục về định, xong là lại phải hiểu rõ về cái đối tượng nên nữa. Cho nên là phải không những mà nhập định một cách thuần thục, mà mình còn phải thấu hiểu cái đối tượng này. Thì đến cái 14 này là thấu hiểu cái đối tượng đấy nữa là xong 14 pháp thuần thục. Giống như người thượng vàng muốn làm được đủ trang sức thì ông ta phải chỉ làm được khi đã luyện vàng cho nên luyện để sử dụng. Cũng vậy, thiền giả mà muốn thành tựu được năng lực thần thông thì phải kiên trì thực hành 14 pháp thuần thục này. Thì tâm trở nên nhu nhuyễn, dễ sử dụng thì mới có thể thực hiện được các pháp thần thông. Như là thời mà xưa mà giáo pháp của Đức Phật chưa có, Đức Phật chưa ra đời, thì lúc đấy các vị đạo sĩ người ta cũng đi tu thiền định, người ta tu thiền định trong rừng. Và khi người ta đắc định rồi thì người ta sẽ quay sang người ta thực hành các cái pháp thần thông. Nếu như những cái vị thiền sư nào họ mà có kinh nghiệm để tu luyện này. Và thời ngày xưa thì người ta đã đi tu thì người ta tu rất là lâu, có thể người ta bỏ ra 10 năm, 20 năm để người ta tu luyện cho đến cái thành tựu được những cái pháp tối thượng nhất thì thôi. Đấy, cho nên người ta cũng có thể đạt được những cái mức định rất là sâu. Nếu mình mà bỏ thời gian, công sức ra để mà làm một cái việc gì đó trong một cái thời gian dài thì mình sẽ đạt được những cái mức thượng thừa của cái công việc này. Thì đến cả hành cái pháp thiền này cũng vậy, phải muốn rèn luyện được các cái năng lực thần thông thì cũng phải mất một thời gian rất là dài và bỏ ra rất là nhiều thời gian công sức. Ví dụ bây giờ cứ mỗi ngày mình hành thiền 8-10 tiếng và trải qua 10 năm nghiêm như vậy không hề nào bỏ, thì công phu sâu không? Công phu phải rất là sâu. Thì cái lúc đấy người ta, cái tâm người ta sẽ rất là thuần thục và mạnh mẽ, uy lực của cái năng lực định rất mạnh mẽ để có thể thi triển được các năng lực thần thông. Và đây là, thế thì có những cái khó khăn nó sẽ sinh ra, không phải ai hành thiền cũng được, cũng có thể thành tựu được, mà có rất là nhiều cái khó khăn, cái chướng ngại cho cái pháp tu tập để mà đắc được thiền đã khó đấy. Nói như đắc được thần thông. Cái khó là gì? Cái khó là làm khắc khởi được nimitta với kasina đầu tiên là rất khó. Người sơ cơ trong số hàng trăm người hoặc là hàng ngàn người mới có người làm được. Thế bây giờ một người, trong số rất nhiều người hành thiền, nhưng mà để mà mình thấy được cái ánh sáng, thấy được cái tự tướng đã là một việc rất khó đấy. Trong số hàng trăm người, hàng ngàn người mới có được người làm được. Đấy là cái khó đầu tiên. Đắc được định an chỉ sau khi đã có sơ tướng cũng là khó khăn, và chỉ số hàng trăm người mới có người làm được.
hàng trăm người có ánh sáng thì có người đạt được thiền, thì không phải ai cũng đạt được thiền. Thì đây là cái khó khăn thứ hai. Và khi mà đạt được thiền rồi, đạt được sơ thiền rồi thì yên tâm, mình có thể nên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hành những các ca si đá này xong nên chuyển sang ca si đá khác, tiền sắc giới xong hành thiền vô sắc giới không còn khó khăn nữa. Khó khăn nhất làm sao đắc được an trị của sơ thiền. Đã ở sơ thiền rồi bắt đầu những cái còn lại là mình sẽ hành rất dễ dàng. Đến khi mà đắc được hết tứ thiền bát định rồi, mà dường mà làm chủ được tâm theo 14 cách này, sau khi đã đắc thiền là một điều rất khó. Để mà làm chủ được tâm, thực hành được 14 pháp thần thục này thì lại là một cái bước khó nữa, hàng trăm người, hàng ngàn người mới có được người làm được. Thì cái này nó lại khó thêm một mức độ nữa. Nhưng mà cũng có người hành làm chủ được 14 pháp rồi, thế mà phát triển được thắng trí sau khi đã làm chủ được 14 pháp này rồi thì lại là một cái khó nữa. Trong số hàng trăm người mới có người làm được. Và trong số những người có thần thông phản ứng mau lẹ sau khi đã thành tựu được thắng trí là khó, và chỉ số hàng trăm người mới có người làm được. Phải có thần thông nhưng mà phản ứng mau lẹ được khi làm thật, để mà khi mà có được thần thông là khó. Ví dụ như bây giờ mình có thần thông nhưng mà trong cái chuyến mình đi đâu đấy trên cái ô tô hay trên máy bay gì mà chẳng may nó gặp tai nạn, nó rơi máy bay bốc cháy, lúc đấy mình cũng rơi xuống mình chết, người ta sẽ hỏi ô sau này có thần thông mà không bay nên còn chết thế này, thì lúc ấy là mình sao? Là do cái vị đó phản ứng chậm, vị đó có thần thông nhưng phản ứng chậm. Phản ứng chậm là vẫn có thể gặp nguy hiểm. Cho nên là trong một cái lần mà Đức Phật quyết định hàng phục một cái con rồng, một cái vị Long Vương. Cái vị Long Vương này rất là ngã mạn thân. Cho nên là Đức Phật mới quyết định là dùng thần thông bay lên cõi trời, và cố ý là bay qua đầu và làm rơi bụi dưới chân xuống đầu vị Long Vương. Vị Long Vương là đang ngồi nhậu, ngồi uống rượu và ăn những món ngon, nên là nhìn lên thấy Đức Phật với các tỳ kheo đang bay trên đầu thì nó tức quá, thì nó dùng cái thần thông vì nó cuốn 7 vòng quanh núi Tu Di, biến cái thân của mình rất to ra, dùng cái mồng của mình che mặt trời cho trời tối om lại, che luôn cõi trời 33, làm cho mọi người không nhìn thấy nữa. Thì lúc đấy Đức Phật mới sai ngài, lúc đấy các đệ tử mới bảo bạch Đức Thế Tôn, để con đi hàng phục nó, ngày con đi hàng phục con động năng. Nhưng mà Đức Phật quan sát biết là chỉ có ngày Mục Kiền Liên mới hàng phục được nó, cho nên là Đức Phật không cho ai đi hết, Đức Phật cho ngày Mục Kiền Liên đi. Ngày Mục Kiền Liên mới lại dùng cái thân mình biến thành một con rồng còn to hơn, cuốn 7 vòng quanh cái con rồng đó, dùng cái mồng của mình che cái mồng của nó. Thế là con rồng nó phun lửa thì ngày cũng phun lửa, nó phun khói thì cũng phun khói, vì sao nó không chịu được nữa, nhưng mà thôi ngày hãy thả tôi ra. Thì ngày thuộc Mục Kiền Liên khi thả nó ra thì bay vào trong bụng nó, thì đi ra ngoài, nó thì đi ra mắt, nó đi ra mũi, nó đi ra miệng. Thế là con độc nào mới bảo thôi ngày ra đi, tôi xin đầu hàng, xin thua rồi. Thế ngày Mục Kiền Liên đi ra giữa cái mũi của nó thì ngồi ở đây, ngồi thiền ở đây. Thế con độc nào mà nó dùng cái thần thông, nó thổi một hơi, nó nghĩ là một cái hơi thổi này sẽ nghiền nát Mục Kiền Liên thành cho bụng. Thì trong cái lúc mà con độc long nó thổi một cái hơi độc ấy ra qua cửa mũi thì ngài nhập vào thiền, tức là trong một cái khoảng rất là nhanh, trong một sát na tâm ngài đã có thể nhập được thiền. Và lúc đấy ngài không hề bị động chạm đến một cái sợi đông nào, và con độc long nó thua hoàn toàn và nó xin quy y Tam Bảo. Thì lúc đấy Đức Phật mới nói rằng là mới lấy cái lý do, mới nói rõ cái lý do rằng là chỉ có ngài Mục Kiền Liên mới có được một cái sự phản ứng mau lẹ với thần thông. Nếu như là một vị tỳ kheo khác thì chỉ có thể đạt được đến cái mức là cái trước cái lúc mà con độc nam ấy nó phun khói độc, tức là các vị tỳ kheo khác không đủ cái phản ứng mau lẹ, không đủ phản ứng mau lẹ mà gặp cái trường hợp như ngài Mục Kiền Liên mà bị nó thổi một cái cơn cuồng phong đấy thì sẽ chết. Cho nên Đức Phật chỉ cho ngài Mục Kiền Liên vì ngài có cái sự phản ứng rất mau nét với thần thông. Thì có thần thông rồi và phản ứng được mau nét lại là một việc khó. Hàng trăm người, hàng ngàn người mới có người phản ứng mau nét được.
Còn đa số là cứ phải nhập thiền 5-7 phút thì bắt đầu mới xuất thiền, bắt đầu mới xuất thần thông. Lúc đấy không kịp nữa. Mà chính Ngài Mục Kiền Liên sau này cũng chết vì thần thông. Mặc dù Ngài rất là cao thủ về thần thông, nhưng mà sau này Ngài cũng chết vì chính thần thông. Lúc đấy thì khi mà ngoại đạo nó tìm Ngài Mục Kiền Liên để nó muốn ám sát, bởi vì Ngài giỏi quá, Ngài cứ lên cõi trời xong là Ngài xuống nghe kể cho người ta nghe là cái người này là làm phước để được sinh lên trời này, người này mà khi mà còn sống này nằm thuộc về phải đọa xuống cõi khổ. Nên là mọi người, người ta, người đời thì bao giờ những cái chuyện nặng như thế thì nó cũng hấp dẫn, người ta tin theo. Rồi là ngoại đạo người ta bỏ hết, ngoại đạo người ta đi theo đạo Phật. Và những cái đạo sĩ khác thì nó rất là cay cú, nó thuê người và giết cái ông Mục Kiền Liên đấy đi. Nó tìm Ngài Mục Kiền Liên nó ám sát. Thì lúc đấy lần nào Ngài Mục Kiền Liên cũng trúng được. Cứ đang ở trong cốc, đang ở trong tịnh thất mình mà thấy ngoại đạo nó vác lại đến thì Ngài dùng thần thông chui qua lỗ khóa, Ngài bay ra ngoài. Ngài suốt 7 ngày như vậy cho đến ngày thứ 7, ngày cuối cùng. Ngày mà sau cái bọn này nó quyết tâm nó giết ta bằng được thế này, nguyên nhân gì, mục đích gì, lý do gì. Nếu cái ngày không có bay ra ngoài nữa mà ngày ngồi trong ngày ẩn mình đi, thì trong cái lúc mình ngày ngồi trong phòng ấy, ngày ẩn mình thì nó không có nhìn thấy. Mà lúc ấy ngày thì nghĩ là lúc ấy ngày mới khởi lên cái tâm là ta phải quan sát cái tâm của mấy cái người này xem là tại sao nó lại muốn giết ta, vì những nguyên nhân gì. Thì cái lúc đấy Ngài lại hướng cái tâm đến một cái thần thông là tha tâm thông. Một cái thì cái thần thông mà ẩn mình nó hết tác dụng. Thế là Ngài hiện rõ hình ra là nó phải là nó đánh cái chết luôn. Ngài không kịp phản ứng nữa. Vậy nó không kịp phản ứng. Hiện rõ nguyên hình luôn. Hiện nguyên hình một cái là vậy là Ngài cũng bị đánh, tan xác. Khi mà bọn ngoại đạo nó bỏ đi thì Ngài lại, lúc ấy Ngài vẫn chưa chết, Ngài vẫn đang dùng cái năng lực của định, Ngài quyết định là cái thân xác này hãy nành trở lại. Và lúc đấy cái thân xác nó nành trở lại rồi, bắt đầu Ngài dùng thần thông, Ngài bay về trước Đức Phật. Nhưng mà Ngài không thể tồn tại thêm được nữa, Ngài xin Đức Phật cho con xin phép nhập Niết Bàn trong ngày hôm nay. Thì Đức Phật đồng ý một cái là thì Ngài ngồi kiết già là Ngài nhập Niết Bàn. Thì lúc đấy Ngài mới chết hẳn. Còn lúc trước bị đánh, mặc dù đánh nát xác ra nhưng Ngài không chết vì cái năng lực của định. Nhưng mà cái lúc nó đánh này là không nhập được định, không kịp nhập định vì cái nghiệp lực nó che mất, nó che khuất mất. Nên là lúc đấy này chỉ cần nhập được định một cái thì Ngài lại có thể thể hiện được thần thông, có thể thoát được. Vậy thì thần thông không thắng được nghiệp, dù có thần thông cũng không thể nào mà chiến thắng được cái nghiệp. Cho nên là thần thông bất năng nghiệp lực rồi, không vượt qua được cái nghiệp đã tạo, cái ác nghiệp đã tạo ở trong quá khứ, nó trổ quả, mà thần thông cũng không ngăn cản lại được. Vậy cho nên là dù có thần thông mình làm được nhiều điều nạn rồi, nhưng mà mình vẫn phải trả những cái quả báo của mình. Đấy, cho nên là thần thông không có cái giá trị của giải thoát gì. Và những yếu tố gì thì trợ cho cái việc thành tựu được thuần thục cái pháp thần thông này. Đấy. Trong lúc mình hành, những yếu tố gì nó sẽ hỗ trợ cho mình dễ dàng thuần thục được. Những cái pháp mà nó có thể giúp mình thuần thục được thần thông đó là cần tăng cường đức tin để không có hoài nghi. Những người hành thiền nó phải có một cái đức tin sâu thì mới nỗ lực được, tăng cường tinh tấn để không giải đãi, tăng cường chánh niệm để không tạp niệm, tăng cường định để không chạm cực, tăng cường tuệ để không ngu si, tăng cường ánh sáng để không cấu uế. Nó sáu cái pháp này cần phải tăng cường thì nó sẽ hỗ trợ cho cái việc thành tựu được cái năng lực thần thông. Tám yếu tố là nền tảng cho sự chứng đắc các thần thông. Có tám yếu tố là nền tảng, đó là nó được định tĩnh nhờ tứ thiền, được thuần thục nhờ xa lìa các triển cảm, nó được trong sáng nhờ vượt qua tầm, tức là vượt qua các cái, nó được trong sáng là nhờ đạt đến các cái tầng thiền cao như là tứ thiền, thì cái ánh sáng nó sẽ tỏa sáng rực rỡ. Còn ở sơ thiền nó còn có tầm, nó còn dao động thì cái ánh sáng nó vẫn có hạn chế, nó không lỗi lầm nhờ không có ác dục.
cái người mà có áp dụng, ví dụ như là cái người đó mình ta sẽ biến thành là thần thông rồi, ta sẽ dùng cái thần thông này biểu diễn ở mọi nơi để cho mọi người kính phục ta, mọi người tôn sùng, mọi người cung kính ta, ta sẽ được nhiều danh vọng lợi dưỡng. Thì cái đấy là áp dụng. Cái người nào mà khởi lên cái áp dụng này thì nó sẽ trở thành một chướng ngại mà tu không được. Ví dụ như là Đề Bà Đạt Đa khi mà gặp Đức Phật cũng chỉ tu có 7 ngày nó đã thành tựu được 5 cái pháp thần thông này. Tu có 7 ngày mà đã chứng được 5 tháng trí các năng lực thần thông. Thì cái thời gian đầu ấy thì cũng chưa khởi lên áp dụng. Mấy chục năm đầu ấy là không có áp dụng, cho nên là cái năng lực thần thông vẫn mạnh mẽ, vẫn sung mãn. Cho đến mãi cái thời về sau này thì tự nhiên ông khởi lên cái tâm ganh tị với các tỳ kheo khác. Bởi vì ông này chỉ chứng thần thông nhưng lại không chứng đạo quả, không phải bậc thánh nhân, ông vẫn là một phàm nhân có thần thông, cho nên không được mọi người cung kính như ngày Xá Lợi Phất và ngày Mục Kiền Liên thì được mọi người cung kính, mọi người cúng dường. Thì ông Đề Bà Đạt Đa mới khởi lên cái tâm ganh tị, và lúc này ông ấy nghĩ là ta muốn được danh vọng lợi dưỡng thì ta phải sử dụng đến thần thông. Và lúc đấy ông bay vào trong cung vua và ông dùng cái thần thông của mình để mê hoặc thái tử A Xà Thế, để biến mình thành một cái đứa trẻ nhỏ, hai tay có những con rắn nó cuốn, hai chân này là cổ là người đầy những cái con mãng xà nó cuốn bay lơ lửng trên hư không, ông dọa. Thì ông thái tử này còn trỏ mới có 17 tuổi, nhìn thấy vậy kinh sợ hoảng hồn, xích nữa thì ngất xỉu. Xong rồi mình Đề Bà Đạt Đa mới hiện nguyên hình, mà ta là tỳ kheo đừng có sợ, ta đến đây để giúp ngài, để giúp cho ngài được làm vua đây, nên là ngài hãy nghe theo ta. Thế là từ ngày đấy A Xà Thế bắt đầu kết bạn với Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa với suối vua A Xà Thế là giết vua cha để cướp ngôi. A Xà Thế làm theo, giết cha cướp ngôi, khi mà lên làm vua thì lại tiếp tục hộ trì cho Đề Bà Đạt Đa. Thì lúc đấy Đề Bà Đạt Đa là có bắt đầu có danh vọng lợi dưỡng, thì là dùng thần thông để trục lợi, để truy cầu cái danh vọng lợi dưỡng, thì đấy là một ác pháp. Vậy thì như vậy là cái người mà còn có phiền não, còn tham sân si mà có thần thông thì nó lại là một cái tai hại, một cái tai hại cho cái người đó. Vậy thì cho nên là cái giáo pháp Đức Phật chú trọng đến sự giải thoát, chú trọng đến diệt trừ tham sân si, mà không chú trọng đến tu luyện thần thông. Bởi vì tu luyện thần thông nó có hai mặt, một là cái thần thông đấy có thể làm lợi ích, có thể phát triển được giáo pháp, như ngày Mục Kiền Liên. Ngày Mục Kiền Liên này cũng có thần thông, nhưng ngài lại dùng thần thông đấy vào cái việc Hoàng Dương chánh pháp. Còn Đề Bà Đạt Đa cũng có thần thông, nhưng lại dùng cái thần thông đấy làm cái việc phá hoại giáo pháp. Một người dùng thần thông để tạo các thiện nghiệp, một người dùng thần thông để tạo ác nghiệp. Vậy thì cái người mà hết tham sân si rồi mà có thần thông thì cái thần thông đấy sẽ đem lại lợi ích. Cái người mà còn tham sân si mà có thần thông thì cái thần thông đấy nó đem đến cái sự tai hại. Nên cho nên gọi là cái thần thông hiệp thế, nó không có hay, nó không có lợi ích gì. Thần thông rồi, ví dụ cái thời xưa có vị đạo sĩ vị có thần thông, vị đang đi trên đường, thì đang đi về núi, đi lên đường gánh nước về cái thất của mình về núi, thì trời mưa đường trơn, vị đó ngã sưng gối lên thì đau quá, vị đó khởi cái tâm sân, vị đó dùng thần thông thì vị quyết định trên trời này từ nay trời không được mưa nữa. Vì đó, vì cái năng lực thần thông của vị đó làm cho trời ở cái khu đấy trải qua 3 năm liền không có mưa, 7 năm liền không có mưa, trải qua rất nhiều năm trời không có mưa, hạn hán liên tục, và làm cho đến vua trời cũng còn không yên. Mà bây giờ mà các cái vị vua chủ quan ở đấy, khi mà người ta tìm hiểu được nguyên nhân, người ta biết là bây giờ phải hàng phục được cái vị đạo sĩ này thì mới có thể làm cho trời mưa được. Thì cái hàng phục cái vị đạo sĩ đấy bằng cái cách này, bắt đầu lại dùng mỹ nhân kế để hàng phục, để cho người đẹp đến, xong là
Đầu tiên là đến thân cận cúng dường phục vụ cho nữ dưỡng, xong rồi cho vị đó đắm nhiễm vào sắc dục. Vị này đắm nhiễm vào sắc dục một cái thì nó bị mất cái năng lực thần thông này. Thì là cái năng lực mà vị đó phát nguyện là trời không mưa nó cũng hết, vì cái năng lực thần thông nó hết. Đấy, thì người phá cái vị đó bằng cái cách đó. Thì tại sao vị này có thần thông? Đấy, nhưng mà do tham sân si nó chưa hết, cho nên là vị đó vẫn còn bị vướng vào cái sắc dục đấy, nên là vị đó sẽ bị mất cái năng lực của mình. Thì thần thông hiệp thế nó không có ổn định được vậy. Và Đức Phật trước kia ngài cũng nói rất là nhiều những cái câu chuyện có những vị đạo sĩ có thần thông, nhưng mà vị đó khởi cái tâm sân lên một tí thôi, vị đó có thể đốt cháy cả khu rừng, đốt cháy cả những cái nàng mạc. Vậy thì thần thông mà đi với những người mà còn tham sân si mà có thần thông thì lại nguy hiểm, người đó có thể trở thành yêu tinh và người ta làm những điều tai hại. Cho nên là chỉ có những cái bậc hết tham sân si rồi có thần thông thì mới chắc ăn, vì cái thần thông đấy mà. Vậy thì trong cái lúc hành thần thông không có lỗi lầm, nhờ không khởi nên ác dục. Ác dục tức là bị nó mong có thần thông để mình đi khoe khoang, thì đấy là ác dục. Và nếu mà có cái ác dục đấy là nó không thành tựu được thần thông. Nó tẩy trừ cấu uế, nhờ tâm vô tham, vô sân, vô si thì cái thần thông nó thành tựu được trên cái nền tảng là không tham, không sân, không si. Nó làm, nó được trở nên nhu nhuyễn nhờ sự làm chủ. Nó có thể làm chủ được tâm, nó dễ sử dụng nhờ con đường dẫn đến thần thông, và nó đã đến bất động vì nó vững chắc. Cái thần thông là gì? Thế nào là thần thông? Thế nào được gọi là thần thông? Thần thông y thí là thần thông, hoặc là có cái chỗ thì gọi nó là thắng trí, cũng là thần thông. Á thí thì gọi là thắng. Á thí nha la thắng trí, hay là y thí cũng đồng nghĩa với thành công. Thần thông với thành công nó có cái sự tương đồng, đồng nghĩa với nhau. Thành công y chân tí là thành công, còn thần thông là ý chí. Hai cái này nó hơi giống với nhau. Cái người mà có sự thành công và người có thần thông. Thần công là một dạng của thành công. Người ta thành công đó là sự ước ao mà được thành tựu. Sự thành tựu đó là thần thông. Tức là một cái người ta khởi lên một cái ý muốn gì đó, người ta ước muốn một cái điều gì đó mà nó được thành tựu như ý muốn thì đó là thành thông. Bây giờ mình muốn một cái gì đó mà mình muốn bay lên hư không, mình bay được, mình muốn nghe được cái tiếng nói ở xa, mình muốn thấy được cõi trời, mình muốn thấy được cõi địa ngục, mình muốn biết các kiếp trước của mình muốn biết được cái tâm người khác đang nghĩ gì, mà mình thành tựu được cái điều đó thì đó là một sự thành công. Và thành công đó là thần thông. Vậy thì có bao nhiêu loại thành công và có bao nhiêu loại thần thông? Bao nhiêu loại thành công và thần thông nó được gồm lại là có 10 loại. 10 loại thần thông hay 10 loại thành công. Thành công và thần thông là như nhau. Thành công do quyết định, thành công do biến hóa, thành công do ý sinh. Cái này là thành công và cũng là thần thông. Còn ngoài ra còn có các loại thành công. Thành công do tuệ, thành công do định, thành công của các bậc thánh, thành công do quả của nghiệp, thành công do công đức, thành công do hiểu biết, và thành công do công phu hay là sự nỗ lực tu luyện. Đây là 10 cái loại thành công này nữa. Mình đi nghiên cứu từng cái thành công một. Thứ nhất là thành công do quyết định. Thành công do quyết định, cái người này có cái năng lực quyết định, vì nó quyết định cái gì nó thành tựu cái đấy, thì đấy là thành công do quyết định. Vì đó quyết định thiền giả sau khi làm chủ được tâm theo 14 cách ấy có thể nhập vào thiền nền tảng, sau đó quyết định một thân ta hãy biến ra nhiều thân. Vì đó quyết định như thế và cái thân của vị đó biến ra nhiều thân. Vì đó quyết định là vị đó có thể bay trên hư không hay là tạo ra lửa, ra nước,
thì đấy là do cái năng lực, do cái tâm của vị đó quyết định. Thì những cái thành công đó là do quyết định, do cái năng lực của cái tâm quyết định. Thì cái loại này là cái loại cao, cao cấp nhất. Cái người nào mà có cái tâm quyết định mạnh đó, thì người ta muốn cái điều gì, người ta quyết định được điều đó, người ta thành tựu được điều đó. Cho nên ngay từ cái lúc mà bắt đầu hành thiền thì cái mà được rèn luyện rất là sớm đó là rèn luyện cái tánh quyết định. Ví dụ như vị đó phải quyết định ngồi một tiếng, và vị đó phải thuần thục đúng một tiếng, vị đó xả thiền, vị đó quyết định ta sẽ ngồi thiền 2 tiếng thì vị đó phải thành thuần thục được cái cách này, ngồi đúng 2 tiếng là xả thiền. Vị đó quyết định ngồi 3 tiếng, hay là 3 tiếng 15 phút, hay 3 tiếng 30 phút, hay 3 tiếng 45 phút, hay 4 tiếng, thì đúng cái giờ vị đó quyết định, vị đó sẽ xả thiền. Thì cái thành tựu đấy là thành tựu do quyết định. Thì bây giờ một người mình cứ ngồi một thiền, mình hay nhìn đồng hồ 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, và mình làm sao mình nó tạo thành một cái thói quen, mình quyết định được như vậy. Thì cái năng lực quyết định đấy nó rất là mạnh, và cái năng lực quyết định đấy nó có cái uy lực rất lớn. Cho nên là cái người nào mà có cái quyết định mạnh rồi thì không ai có thể lay chuyển được, không ai lay chuyển được cái quyết định. Ví dụ như là người đời người ta quyết định, tôi quyết định làm việc này, tôi quyết định làm việc kia, ai ngăn cản tôi. Nhưng mà cái người mà có quyết định yếu là người ta chỉ cần hơi dằn một cái, người ta chỉ cần hơi nói kích động một cái là thôi từ bỏ ý định nha. Thì cái người đấy nó không có quyết định. Ví dụ bây giờ mình có cái ý định tôi sẽ đi tu, nhưng mà có người mà cản lại không được, mãi không được đi, mà không cho đi à, không cho đi thì thôi. Cái người đấy là người không bao giờ tu được thần thông, vì quyết định quá yếu. Còn để cái người quyết định mà không cho đi, ông chết ông cũng đi. Không, ví dụ như có người, có cái vị tôn giả đấy, ấy là một cái con một nhà rất là giàu. Khi mà đòi đi tu thì bố mẹ chất lên mấy cái đống vàng bạc châu báu lên bảo đây, con ở nhà hưởng thụ hết cái đống vàng bạc này rồi hắn đi. Thì vị bảo không, toàn gì hết, không cho đi tu, tôi nằm đây và tôi chết tại đây. Thì đó nằm 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, đến 7 ngày không ăn, không uống gì hết. Thế nên mọi người bảo thôi không cho nó đi tu, nó chết mất. Thì thà cho nó đi tu, thỉnh thoảng nó về nó thăm còn hơn. Thế là vì đó thành công, thành công do quyết định. Thì bây giờ mình muốn làm một việc gì đó mà muốn thành công, mình phải thế. Các quyết định không làm được việc này, thà thịt nát xương tan, thế ta không từ bỏ ý định. Có thành công không? Chắc chắn là thành công. Khi mà Đức Phật ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề, cái đêm cuối cùng thành đạo, ngài khởi lên một cái quyết định: ta sẽ ngồi thiền ở đây, nếu không thành đạo thì thà thịt nát xương tan, ta cũng không đứng ở chỗ này. Quyết định này, quyết định với trí như vậy. Và đêm đấy ngài đắc đạo, ngài quyết định có từ cái lúc ngài ăn trưa xong ấy, ngài nghỉ ngơi rồi, bắt đầu ngài mới lấy bó cỏ lên này, ngài ngồi thiền cho ngài khởi lên cái tâm quyết định như vậy. Đến rạng sáng hôm sau là ngài đã thành Phật rồi. Thì cái năng lực của cái quyết định nó có cái uy lực mạnh như vậy, nó làm cho mình giữ được cái mà mình khó giữ, nó làm cho mình làm được những cái điều mà mình khó làm. Thì cái uy lực của cái tâm quyết định này nó có thể làm ra được những cái mà không, người khác không tưởng tượng được. Ví dụ một cái thân mình rồi mà bị quyết định hãy biến thành 100 thân, thì cái năng lực của cái quyết định nó sung mãn, bị nó biến thành 100 người. Thì đấy là do quyết định đạt đến cái mức độ cao cấp, đạt đến cái mức độ sung mãn rồi, bị nó quyết định cái gì thì nó thành tựu được cái đấy. Bây giờ phải quyết định từ cái nhỏ nhỏ trước đi. Quyết định cái nhỏ nhỏ trước là quyết định cái gì? Quyết định bỏ nhà đi tu. Làm được không? Không làm được thì mai mốt làm sao quyết định một thân với rất nhiều thân được. Quyết định bỏ mấy cái người thân đi. Quyết định bỏ vợ bỏ con đi tu đi. Phải quyết định được cái đấy thì mới quyết định được cái khác. Rồi sau này mình quyết định từ bỏ được tham sân si, quyết định bỏ được sinh tử, quyết định chứng đắc niết bàn. Nó đều nhờ quyết định hết. Mình thành tựu được cái gì, cái quyết định càng lớn thì mình sẽ thành tựu được những cái điều càng khó. Nhưng mà cái người mà cái quyết định yếu thì chỉ thành tựu được những cái điều nhỏ, không thành tựu được điều lớn. Thì thứ nhất là thành công do quyết định. Thứ hai là thành công do biến hóa.
vị ấy từ bỏ hình dáng thông thường và biến thành một hình dáng khác. Có cái người người ta có thể thành công được do biến hóa, người ta có thể biến được từ người này sang người khác. Ví dụ như là vị đó muốn là tái biến thành một người trẻ, đang là một người nam tái biến thành một người nữ, đang là một người tái biến thành con cọ để đi dọa người khác. Có những cái câu chuyện của vua Khổng Minh Không. Khổng Minh Không thì đang đi ở trong rừng, thế là lúc đấy từ đạo hạnh biến thành con cọp dọa, dọa làm cho Khổng Minh Không sợ quá. Sau này Khổng Minh Không bảo sau này là ông dọa tôi như thế, sau này ông bị mắc cái nghiệp, ông sẽ biến thành cọp. Sau này từ đạo hạnh chết sinh làm vua, làm thái tử rồi con vua, sau này nên làm vua Lý Thần Tông. Sau này Lý Thần Tông lên ngôi thì mắc một cái chứng bệnh, đó là người mọc đầy lông chùm trệ và lúc nào trong miệng cũng rống lên như cọp, gầm gầm gừ gừ. Thì đấy là cái quả báo của cái nghiệp mà đã trêu ghẹo một cái người bạn. Mà cái người bạn này cũng là một cái người tu và có được cái định lực rất là sâu, có được cái công hạnh rất là cao, một cái sự cái đùa giỡn với đề này cái nghiệp. Sau này thì bị Khổng Minh Không mới tìm lên đến nơi và chữa bệnh cho vua Lý Thần Tông. Vua Lý Thần Tông khỏi bệnh một cái phong cho Khổng Minh Không làm quốc sư. Quốc sư sau đó xây dựng cái chùa keo, chùa keo bên Hành Thiện. Sau này cái chùa keo này nó sang bên Thái Bình. Bây giờ Thái Bình mình có chùa keo thờ Khổng Minh Không. Ba biết câu chuyện này không? Không biết. Cái thời nhà Lý mà các vị thiền sư ở Việt Nam mà tu đắc được thần thông vẫn có mà. Ngày đấy mà nổi tiếng mà có thần thông cao nhất là Từ Đạo Hạnh, thiền sư Từ Đạo Hạnh có năng lực thần thông rất là cao. Còn cái vị mà là quốc sư đầu tiên của thời nhà Lý là Vạn Hạnh, thiền sư Vạn Hạnh cũng có những cái năng lực rất là cao, làm cho các vị vua thời ngày đấy rất là kính phục, vì có thể biết trước được những cái điểm, biết trước được cái vận mệnh của đất nước. Thành công do biến hóa, có thể hóa giống như là Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông biến hóa, thì đấy là thành công do biến hóa. Thành công do ý sinh, vì ấy có thể tạo ra những hình dạng theo ý muốn của mình. Cái ý là cái ý muốn của vị đó, vì đó muốn cái điều gì thì cái điều đó nó sẽ hiện ra. Ví dụ như các vị chư thiên ấy mà muốn tạo ra có một cái bộ y màu đen, tự nhiên y trên người nó biến thành màu đen, xong là vị đó ý muốn là ta có một cái bộ y phải sặc sỡ, phải rất là nhiều màu sắc thì nó biến thành những màu y. Vị đó muốn có thức ăn gì thì nó hiện ra. Thì có những cái thần thông do ý sinh, ý do ý muốn của vị đó khởi lên cái ý muốn gì thì nó sẽ biến hiện ra những cái điều như cái vị đó mong muốn, thì đó là thành công do ý sinh. Thành công do trí sinh, trí đây là trí tuệ, do ảnh hưởng của trí thành công có thể phát sinh. Cái thành công do trí sinh nó có thể sinh khởi trước, hoặc là sinh khởi trong cùng với trí, hoặc là nó sinh khởi sau khi trí sinh khởi. Sinh khởi trước khi trí, ví dụ có những vị sinh ra ở những kiếp cuối cùng trước khi đắc quả A-la-hán, dù có gặp những việc nguy hiểm bất thường thì vị ấy vẫn thoát nạn, là thành công của cái sự can thiệp của trí. Như tôn giả Bạc Công Na, khi ngài mới sinh ra, sẽ là người hầu nữ đem ngài ra sông tắm, ngài bị một con cá rất là to, nó nạt, nó nuốt chửng ngài vào bụng. Khi mà nó nuốt chửng ngài vào bụng rồi thì nó lại mắc vào lưới của nó, đi đến một cái nơi rất là xa, cách đó một do tuần rồi mấy chục cây số đây, nó bắt đầu mắc lưới vào một cái người chài. Thế một cái người chài này đánh lưới xong rồi đem con cá này đi bán. Thế là có một cái bà chủ này và mua con cá về, có mổ con cá ra thì có một đứa bé nằm ở trong bụng và nó vẫn còn tỉnh táo nguyên. Một lúc sau từ từ mở mắt tỉnh ra, thì bà nói ôi ta được một đứa con trai, em mà nuôi lớn lên.
mới lớn lên thì vị này sau đó đi tu và trở thành một vị bậc A-la-hán. Thì cái vị này nhờ thoát nạn là nhờ cái năng lực là do kiếp đó là kiếp cuối cùng của vị đó. Vị đó đã đủ cái ba la mật để trở thành một vị A-la-hán. Vị đã có cái nguyện lực là sẽ sinh ra kiếp này để gặp Phật và đắc đạo trong giáo pháp của Đức Phật rồi. Thì những cái người mà có cái ba la mật như vậy, có cái nguyện lực như vậy, và cái kiếp đấy là kiếp cuối cùng của họ, dù họ chưa chứng quả A-la-hán, nhưng mà cái trí tuệ tiềm ẩn, cái trí A-la-hán tiềm ẩn ở trong họ, nó vẫn bảo vệ được họ thoát khỏi những cái ách nạn. Ví dụ như Đức Phật mà khi mà Ngài mới sinh ra, Ngài có một cái điều rất là khác thường, đó là Ngài sinh ra một cái có 7 đóa hoa sen mọc ở dưới chân, và Ngài bước đi 7 bước. Thường thường những đứa trẻ khác nó sinh ra thì làm gì nó đi được, ít nhất là phải 9 tháng, 10 tháng rồi nó mới biết đi. Nhưng mà Ngài vừa mới sinh ra cái bước đi ngay 7 bước, biết nói ngay lập tức. Thì đấy là cái sự thành công do trí sinh, vì Ngài là một bậc toàn giác trí. Cái trí tuệ toàn giác nó đã tiềm ẩn sẵn ở trong Ngài, mặc dù lúc ấy Ngài chưa thành Phật. Nhưng mà cái năng lực, là cái nguyện lực sinh ra thành Phật ở cái kiếp này là không thể thay đổi. Và cái nguyện lực đấy nó đã thành tị trước đó. Thế nên là những cái người mà đời này sinh ra mà họ sẽ trở thành một bậc thánh nhân, một cái bậc cao thượng gì đấy, thì trong cuộc sống trước đó của họ có những cái điều rất là đặc biệt. Thì cái đấy là cái sự thành công trước khi trí nó sinh khởi. Cũng vậy, trước cái năng lực này, có một cái vị tôn giả khác cũng vậy, tương tự như vậy. Có một cái vị mà có một cái bà mẹ đang mang thai một đứa con thì bà chết. Thì người ta mới mang cái xác chết của bà lên trên giàn thiêu. Khi mà thiêu cháy gần hết rồi, thế là cái người mà người ta cầm cái cây gậy để chọc xác chết ấy, người ta chở cái xác để cho nó cháy hết nốt đi ấy. Thì lúc đấy cái cây gậy nhọn nó đâm xuyên vào bụng, thì nó đâm xuyên vào cái cạnh cái mắt của cái hài nhi. Thế là đứa hài nhi nó khóc e lên cả. Thế là người ta mới nhanh chóng đưa cái xác chết đấy xuống, mổ bụng ra và lấy đứa bé ở trong này. Thì với một người bình thường thì không thể thoát qua được cái tai nạn này. Nhưng mà với một cái người mà đã có cái, đã tiềm ẩn cái năng lực trở thành một vị A-la-hán ở cái kiếp đấy, thì cái điều đó, chính cái năng lực đấy, cái nguyện lực mà vị đó sinh ra kiếp này là kiếp cuối cùng, và vị đấy sẽ đắc A-la-hán. Thì dù có gặp bất cứ một cái hiểm nguy gì cũng không thể nào mà làm hại được đến tính mạng của vị đó. Vì đó là kiếp cuối cùng rồi. Thì cái đấy gọi là thành công do trí sinh. Cái trí này nó sinh trước, nó thành công trước khi cái trí sinh khởi. Trước khi vị đó trở thành A-la-hán, nó đã có cái năng lực đấy rồi. Và trong khi trí sinh khởi, ví dụ như là một người quán vô thường thì lập tức từ bỏ được thường tưởng. Cái trí nó sinh khởi trong cái lúc mà cái vị nó khởi lên một cái tâm quán, một cái người mà thực hành thiền tuệ, thì cái lúc đấy trí tuệ nó sinh. Trí tuệ nó sinh thì lúc đấy vô minh nó diệt. Cái người nào có cái năng lực của trí tuệ thì cái năng lực của trí tuệ đấy nó chế ngự được những phiền não, những tham sân si. Nhưng như một cái người thường, mình nhìn thấy một cái cảnh khả ái hấp dẫn thì mình sẽ khởi lên cái tâm tham ái chấp thủ. Một cái, nếu mình gặp một cái cảnh chướng ngại đáng nhàm chán thì mình sẽ khởi lên cái tâm sân giận tức tối. Nhưng với một cái người mà có trí thì lúc đấy người ta khởi lên cái quán vô thường của vô ngã, thì lúc đấy những cái phiền não tham sân si đấy nó không khởi lên. Thì đấy là một cái ngoại thành công của họ, của cái người có trí tuệ. Nên là cái người có trí tuệ, cái người có trí, người ta sống nó ung dung tự tại. Người ta sống rất là khác với cái người thường. Thì đó là một cái sự thành công của người ta. Và cái thành công đó được hỗ trợ bởi trí. Nó gọi là thành công do trí. Và thành công sau khi trí sinh khởi, nhờ trí sinh khởi mà các phiền não vĩnh viễn được trừ diệt, không trở ngại trong tương lai. Sau khi cái tuệ đạo, tuệ quả nó sinh khởi nên,
thì cái vị đó trở thành một cái người đạt được cái tâm bất động trong suốt cái kiếp sống đấy, vị đó không bị dao động bất cứ một cái chuyện vui chuyện buồn gì nữa. Thì đấy là một cái sự thành công nữa, lần sau cái trí nó sinh khởi lên rồi. Ví dụ cái trí của cái vị dự lưu đã sinh lên thì vị đó vĩnh viễn không bao giờ còn sinh lên cái tà kiến, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ nữa. Hay là một vị bất lai mà cái trí bất lai nó sinh lên thì vị đó không bao giờ còn sân hận và tham dục nữa. Một cái trí của A-la-hán nó sinh lên thì vị đó vĩnh viễn không bao giờ còn một chút phiền não nào nữa. Thì đấy là thành công do trí sinh. Và một cái loại là thành công do định sinh. Thành công do định sinh là an trú ở trong thiền, vị ấy có thể trải nghiệm cái sự an lạc không gián đoạn. Cái người mà nhập ở trong thiền người ta rất là an lạc. An trú ở trong định tứ thiền thì người đó không có hơi thở vào ra. Ví dụ như bình thường, người bình thường bây giờ mình nhịn thở được mấy phút, 3 phút là mình đã chết rồi, 5 phút là không cứu được nữa. Mà cái người mà ở trong nhập trong tứ thiền, cái vị đó không có hơi thở, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng là bình thường. Thì cái khả năng đấy chỉ có cái người an trú trong định mới thành tựu được. Bình thường không thành tựu được. Cái thành tựu này là cái thành công của định. Thành tựu này. Hay là một cái vị an trú ở trong thiền diệt, vị ấy có thể là quyết định là sau khi ta an trú trong thiền diệt thì tất cả không có cái nguy hại nào có thể làm hại được ta. Thì khi mà vị nó an trú trong thiền diệt thì không có một cái điều gì nguy hại có thể tác động được vào vị đó. Trước kia có một vị tỳ kheo bị an trú ở trong thiền diệt, bị ngồi dưới gốc cây, vị đó an trú trong thiền diệt. Đêm hôm đấy vị đang an trú 7 ngày 7 đêm thôi, thế thì bọn trẻ trâu nó nhìn thấy có một vị tỳ kheo mà ngồi dưới gốc cây mấy ngày mà không đứng lên, không đi lại, không ăn uống gì, thì nó nghĩ là ngài đã chết rồi. Nó lại đến, nó sờ vào mũi thì nó không thấy hơi thở đâu, nó bảo chắc chắn là vị này chết rồi, không còn sống rồi. Thế nó mới bảo nhau thôi, mình đi lấy củi, lấy phân trâu, lấy cỏ, lấy những cái đồ khô chất đóng vào, xong châm lửa đốt. Châm lửa nó đốt thì cái ngọn lửa đấy nó cháy suốt ngày hôm đấy, nó không có tàn, thì bọn trẻ nó bỏ đi về. Đi về nhà thì đêm hôm đấy thì đúng cái lúc nó lửa nó tàn thì ngài xuất thiền. Thì cái vị tỳ kheo đó xuất thiền thì y áo vẫn còn lành lặn nguyên, người không có đụng chạm đến một sợi lông nào, không có ảnh hưởng gì hết. Thì cái năng lực của định nó có cái uy lực nó bảo vệ được cái vị đấy không bị ảnh hưởng gì, không nguy hại gì. Thế sau đó ngày đi cất thực thì mọi người ngạc nhiên, bảo ô hôm qua mình đã thiêu vị này, tại sao hôm nay vị lại còn đi cất thực. Đấy thì đấy là cái năng lực của thiền đó vậy. Thì trước kia cũng vậy, có một số người có một cái vị độc giác phận, vị ngồi thiền diệt. Thế là có một nhóm người đến cũng tưởng vị đó chết rồi, chất lửa lên đốt. Đấy, sau khi mà vị thì ngọn lửa này nó còn đang cháy thì là cái vị độc giác phật đó xuất thiền bay lên. Cái vị đó cũng thoát được cái nạn, nhờ có cái sự mà tránh được cái nguy hiểm. Và trong cái lúc mà vị đó mà đã nhập vào thiền diệt thì bất cứ một cái gì cũng không thể xâm phạm được đến tánh mạng của vị đó. Thì đấy là cái năng lực đấy, cái thành công đấy là do cái năng lực của định. Ngày Xá Lợi Phất, một hôm ngày đang ngồi thiền thì có một cái con quỷ sứ nó đến, nó dùng cái tay nó đấm vào đầu. Một cái sức mạnh mà nó có thể làm nghiền nát một quả núi. Nhưng mà ngài không bị sao cả. Đó là do lúc ấy ngài đang ăn chú ở trong định. Chứ nếu mà một cái người mà không ở trong định thì sẽ chết trước những cái nguy hiểm đấy. Thì đấy là thành công do định. Còn thành công của các bậc thánh hay là thần của các bậc thánh có thể an trú trong tâm không đáng chán trong cái đáng chán trong cái không đáng chán. Ví dụ khi gặp một đối tượng chán ghét thì vị ấy an trú ở tâm từ quảng đại vô biên, không hận không sân, an trú trong tâm từ bi hỷ xả. Cho nên là cái vị đấy sống với ai được, sống với cái người nào khó tính nhất, hung dữ nhất, vị đó cũng đại từ tâm, vị đó không hận không sân. Ai muốn làm cho vị đó sân không được, hận không được.
khi mà gặp những cái người khả ái hấp dẫn, những cái đối tượng khả ái hấp dẫn thì vị đó lại quán bất tịnh, cho nên là vị đó không có bị mê hoặc bởi bất cứ cái gì. Thì cái năng lực này là năng lực của các bậc thánh. Các bậc thánh thì có được cái thành tựu đấy, có được cái thành công đấy, đó là biết điều chỉnh cái tâm. Cái đáng yêu thì khởi lên cái tâm đáng chán, cái mà người ta đáng chán thì lại khởi lên cái tâm đáng yêu. Thế là có thể sống tự tại ở bất cứ đâu, ở bất cứ chỗ nào. Đấy là thành công của các bậc thánh. Khi gặp đối tượng vừa đáng chán vừa hấp dẫn thì vị ấy an trú trong tâm xả. Thế gặp cái đối tượng này nó vừa đáng chán, nó vừa đáng yêu vừa đáng ghét thì mình chẳng. Một cái đối tượng nó đáng ghét thì mình yêu, một cái đối tượng nó đáng yêu mình ghét. Bây giờ gặp cái đối tượng nó vừa đáng yêu vừa đáng ghét thì mình chẳng. Thì an trú ở trong tâm xả. Cái tâm xả nó diệt được cả hai cái, vừa yêu vừa ghét, xả được, nó diệt được hết. Chánh niệm tỉnh giác trên tâm xả. Những cái điều đó chỉ phát sinh nơi bậc thánh đã đạt đến tự chủ, gọi là thành công của các bậc thánh. Đấy, thành công của bậc thánh nhân. Thành công do quả báo của nghiệp. Này là quả báo của nghiệp. Như con người thời khởi thủy là biết bay. Tất cả mọi người mà sinh ra ở cái thời mà bắt đầu trái đất mới hình thành, họ thấy lúc ấy trái đất này phát ra ánh sáng mà có mùi vị rất là thơm ngon. Thế là những cái vị thiên ở cõi phạm thiên người ta hóa sinh cũng cõi này. Thì cái, những cái con người mới sinh ra thân mình có tỏa ra ánh sáng như chư thiên, bay phi hành bay trên hư không rất là tự tại, không cần nhà cửa, không cần ăn uống gì hết. Đó, nhưng mà về sau bắt đầu ngửi thấy mùi đất nó thơm quá thì xuống lấy tay quẹt đất lên nếm thử tí thấy nó ngon quá. Bắt đầu khởi những cái tâm tham ái một cái là mất luôn thần túc, mất luôn ánh sáng, trở thành con người ở trên trái đất luôn. Thì cái con người khởi đầu là vậy, là biết bay. Cái biết bay, cái lúc mà biết bay là tâm rất là thanh tịnh. Tâm ô nhiễm một cái là mất cái năng lực này. Khởi lên cái tâm ô nhiễm tham ái một cái là bị mất cái năng lực biết bay này đi. Tất cả chư thiên đều biết bay. Thì cái này cũng là năng lực của cái nghiệp. Do họ tạo được nhiều thiện nghiệp, cho nên là bây giờ người ta biết bay. Biết bay đấy là cái năng lực của thiện nghiệp. Tất cả các loài chim và các loài có cánh đều biết bay. Thì người ta tạo thiện cái nghiệp gì? Chim thì nó tạo nghiệp gì? Các loài có cánh, chuồn chuồn, con muỗi, con sâu ấy, nó tạo nghiệp gì? Nó có tạo thiện nghiệp không? Nó tạo bất thiện nghiệp, nhưng mà cái nghiệp của nó sinh ra làm cái loại biết bay. Nó cũng là, đấy là một cái loại thành công do năng lực của nghiệp. Thế thì để mà thành tựu được cái khả năng bay được thì có cái gì nó cao cao cấp không? Có cái gì nó ấy, có cái gì nó quá là đặc biệt không? Có cái gì mà nó quá là mầm nhiệm không? Quá bình thường phải không? Con muỗi nó cũng bay được, có gì đâu. Nó có cái gì là cao thượng không? Mình có muốn làm con muỗi không? Con sâu, con bọ, con bọ xít nó cũng bay được ấy. Đâu mình có muốn làm mấy con đấy đâu. Vậy thì một cái người tu luyện mà bay được thì là bình thường, thì có cái gì là lạ đâu. Mà những người có nghiệp lực người ta còn bay được. Chư thiên bay được, các cái loài chim cò nó cũng bay được ấy. Thì những cái quả báo của nghiệp nó khiến cho những cái loài đấy sinh ra là biến bay. Thì bay đấy là những cái loài này bay là do cái nghiệp của mình. Cái nghiệp phải bay. Bây giờ chỉ có con người mình sinh ra không có lông, không có cánh gì cho nên là thích bay. Thích bay thì phải hành cho nó đắc thần thông. Thành công do công đức. Cái người mà có công đức người ta có thể bay rồi, người ta có thể có thần thông rồi. Như vua chuyển luôn thánh vương có thể du hành trong hư không cùng với bốn cái đạo binh chủng, bốn đạo quân. Vua chuyển luôn thánh vương mà cái vị đó mà khi mà trở thành vua thì vị đó xuất hiện bảy thứ báu, xe báu. Thì nhất là cái xe báu này, là cái xe này nó có thể đi ở dưới nước được, đi trên mặt nước được, đi trên hư không, đi trên đất liền được. Trong cái gọi là cái thiên xa, cái xe báu ấy nó chở được cả bốn đạo binh chủng. Đạo quân của voi, ngựa, xe, mã,
xe mã pháo ấy. Tốt. Cứ cái đạo quân đấy đều đi ở trong cái thiên xa này, và cái vị vua nó có thể đi được đến cả các cõi trời rồi. Nắm nhiều vị vua vì đó đi chinh phục bốn châu thiên hạ, vì đó chinh phục hết bốn châu Đông Thắng Thần Châu, Tây Nghi Hoa Châu, Bắc Câu Lô Châu và Lam Thiệu Bộ Châu nữa. Thì họ vì cái xe cái thiên xa của vị đó đi được khắp các cái bốn châu thiên hạ, thì nó làm vua cả một cái quả đất rộng mênh mông như vậy. Thế mà thời xưa còn có một cái vị vua, vị khi mà vị đó làm vua được bốn châu thiên hạ rồi nhé, vị đó không hài lòng, vị đó mới hỏi các quần thần có còn một cái nơi nào thù thắng hơn cái cõi nhân gian này nữa không? Bây giờ ta làm chủ cái cõi nhân gian này mà ta cảm thấy chán, có cái cõi nào mà nó hấp dẫn hơn không? Thì mọi người bảo thưa ngài, còn có cõi trời tứ đại thiên vương, ngài có muốn đến đấy làm vua không? Mà được, chúng ta hãy lên đó. Thế là vị đó dùng thiên xa mình đi đến các cõi trời. Thế là các vị vua ở các cõi thiên giới lại mời ngài đến, mời ngài làm vua, cho vị đó làm vua ở cái cõi đấy một thời gian rất là dài, trải qua hàng trăm ngàn năm rồi. Vị đó mà ta chán quá rồi, còn cõi nào hơn nữa không? Thưa ngài, còn một cõi tam tập tam thiên, cõi trời đau nợ, ngài hãy lên đó để làm vua nha. Thế là bảo được rồi, chúng ta hãy đi lên đó. Vì đó lại bắt đầu dùng cái thiên xa của mình lên cõi trời. Thế là vua trời đấy thích là tôi sẽ nhường cho ngài một nửa thiên hạ, ngài hãy cai quản một nửa cái cõi trời này, tôi cai quản một nửa cõi trời. Thế là ông vua này ông cai quản cõi trời đấy, trải qua một vị vua trời sống 36 triệu năm, mà cái ông vua chuyển luân vương này ông không chết, rồi ông trải qua 36 đời ông vua trời vậy. Mà mỗi ông vua là sống 36 triệu năm, mà 36 ông vua trời thì biết là ông sống bao nhiêu không? Mà ông vua này ông vẫn sống cho đến đời ông vua trời thứ 37, thì lúc đấy ông bảo ta muốn làm vua cả cái cõi này thôi, cả cái cõi đau nợ này giờ phải làm sao. Thế là mà thế bây giờ chỉ còn cách là giết vua trời đấy thích thì ngài mới làm được vua này. Thì đúng cái lúc mà ông khởi đến cái ý là muốn giết vua trời đấy thích, thì lúc đấy là ông hết phước, ông rơi từ cõi trời rơi xuống nhân gian ngay lập tức, biến thành ông già mọng khọng luôn. Thế là lúc đấy mà cũng rơi xuống cái vườn ngự uyển, mọi người ở trong nhân gian cũng chạy đạo thương ngài, ngài là ai? Và ta là vị vua chuyển luân thánh vương, và ta đã lên cõi trời làm vua, trải qua 36 đời vua trời rồi. Bây giờ ta khởi lên cái ác tâm muốn làm chủ cả cái cõi thiên giới, cho nên là giờ ta hết phước, ta xuống nhân gian. Mà thế thì mời ngài về để tiếp tục làm vua ở nhân gian. Mà không, ta chẳng muốn làm vua nữa, thọ mạng ta hết rồi, ta chỉ muốn để lại một lời thôi cho nhân gian biết được rằng là lòng tham là vô đáy. Cái lòng tham của con người là không bao giờ có thể đến được cái cùng tận. Cho nên là người nào chạy theo lòng tham thì sẽ không bao giờ dừng lại được. Mình còn chạy theo lòng tham thì mình còn tiến mãi. Lòng tham như cái thùng không đáy. Thì đấy là lòng tham của con người. Thì cái công đức của cái vị này phải có là quá lớn phải không? Mà cái vị đấy có biết là ai không? Vị đấy là tiền thân của Đức Phật. Vị đấy trước kia, đấy là một cái vị đấy trong cái kiếp quá khứ, đấy là vị đấy là Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo rồi đấy. Hành Bồ Tát đạo mà vẫn còn tham như vậy, Bồ Tát thì còn tham rồi. Nên nhà mình không thờ Bồ Tát nữa, qua chiếc chỉ thờ Phật thôi ha, không thờ Bồ Tát. Bồ Tát là đàn bà, ai thờ chị. Đàn bà đàn ông là ai tham? Đàn bà còn tham hơn đàn ông không? Dạ thì thờ đàn bà là gì ha? Đàn bà tham kinh. Loại thần thông nữa là thành công do chú thuật. Có những người người ta luyện thần chú và người ta cũng thành tựu được các cái thần thông. Một người tu luyện thành công về chú thuật cũng có thể bay lên hư không hoặc biến ra những hình sắc kỳ lạ, được gọi là thành công do chú thuật. Những người mà người ta luyện thần chú, người ta có thể điều khiển được âm binh, hay là người ta cũng có thể bay trên hư không tự tại được.
Trước kia thì có một cái loại thần chú mà nó điều khiển được tất cả các cái loài trúc vật. Thế là có một cái vị đạo sĩ bị có cái năng lực thần chú này. Thế là một cái hôm vị đó ngồi trên một cái tảng đá thì vị ôn lại cái bài thần chú này. Thế là có một con chó rừng nó ngồi ở trong hang, nó nghe được. Nó nghe xong cái nó thuộc lòng luôn. Cái điều này có tai hại không? Nên là cái con chó này bắt đầu lên nó làm vua của muôn loài luôn. Nó dùng cái thần chú nó thu phục hết tất cả muôn loài về. Nó bắt con voi ở dưới để làm cái bếp. Nó bắt con sư tử phải ngồi lên để nó làm cái tòa. Rồi con chó nó ngồi lên lưng con sư tử. Rồi con sư tử ngồi lên lưng voi. Xong là nó mới chỉ đạo tất cả các loài thú. Nó đọc thần chú một cái tất cả các loài thú tập hợp về. Nó bảo ra lệnh cho tất cả các loài thú đi vào tấn công con người. Đấy, vào chiếm kinh thành để cướp ngôi vua. Đấy, tức là nó làm vua loài thú nhưng mà nó chưa chán, nó muốn vào nó làm vua cả cõi người luôn. Thì lúc này tất cả các loài thú vì cái chú thuật này nó bị mê hoặc trong tâm, nó điều khiển được hết. Nên khi nó đi vào kinh thành bắt đầu là các vị vua ở trong thành khiếp. Mà may mà lúc đấy có một vị hiền trí, vị dùng cái trí tuệ và đến khiến cho con chó nó mắc mưu. Nó mắc mưu vị đó mới bảo là bây giờ ngươi muốn đánh thành làm sao, và ta chỉ cần làm cho cái đàn sư tử này nó rống lên, nghe cái tiếng rống của ta là mọi người sẽ năn ra hết, ngất xỉu hết. Thì lúc đấy ta vào ta cắt đầu từng người để ta nên làm vua. Thì lúc đấy cái vị hiền trí này mới xuống bảo mọi người phải dùng cái bột gạo nếp để bịt hết tai. Thì lúc đấy bảo ngươi hãy rống đi. Thì lúc đấy con chó đập con sư tử, hãy rống lên, hãy rống lên. Thì con sư tử rống lên một cái thì đàn voi nó nhão nhác, nó chặn. Thế là con chó ngã từ trên lưng sư tử ngã xuống. Thế là bị con voi nó đạp chết luôn. Thế là lúc đấy tất cả mọi chúng tan tác chạy. Chạy dẫm đạp lên nhau thì chết nan nhiệt đó. Xong là người dân bắt đầu mới ra đem thịt thú về ăn, ăn không hết. Bắt đầu mới bảo thôi phơi khô đi. Thế bắt đầu từ ngày đấy nhân gian mới biết cách là phơi khô thịt để giữ chữ ăn dần. Ở trong tiểu bộ kinh nhá, trong tiểu bộ kinh ấy, có những cái tiền thân Đức Phật ấy. Thì cái thành công này là thành công do chú thuật. Có những cái chú thuật mà nó có thể làm được những cái điều như vậy ấy. Chú thuật nó có thể phi hành biến hóa trong không gian được. Thì bây giờ cũng rất nhiều người, những cái vị tà sư thì người ta, những cái vị người ta hay làm những cái tà thuật. Thì trong chú thuật nó vậy, nó có những cái chú thuật thì làm những điều chân chánh, có những chú thuật thì nó chỉ làm những cái điều tà ác, nó hại người. Ví dụ như là nó bỏ bùa người khác, nó dùng những cái thần chú nó bỏ bùa người khác, hay là nó dùng những cái thần chú nó điều khiển về cái âm binh này, nó đi hại người. Thì những cái thần chú đấy cũng có. Những cái thần chú thuật mà tốt thời bây giờ thì ít, mà thời bây giờ người ta vẫn dùng những cái tà thuật thì nó vẫn còn. Thành công do nỗ lực đúng, đây là một loại thành công nữa, là cái sự nỗ lực. Tức là nỗ lực là những cái công phu ấy. Những cái người mà người ta, ví dụ như người ta luyện khí công, rồi là người ta ngồi lên bàn trông, hay là người ta dùng dao, dùng giáo đâm vào yết hầu mà nó không thủng không chết gì đấy. Người ta làm những siếc, người nỗ lực để từ một phàm nhân trở thành thánh nhân, một người nỗ lực tu luyện để từ thành nhân, phàm nhân thành thánh nhân là một sự nỗ lực nhé. Một người nỗ lực học tập để trở thành nhà bác học. Những người người ta học rộng biết nhiều, như là cái Đại Tạng Kinh, Tam Tạng Kinh điển của mình bây giờ có hàng mấy trăm mấy chục cuốn ấy. Mà bây giờ một người mà ngồi mà đọc hết được cũng mất cả hàng mấy năm trời. Thế mà có những vị người học thuộc lòng hết cả Tam Tạng Kinh. Thì cái đấy là một cái sự nỗ lực rất là lớn để có thể học thuộc lòng được Đại Tạng, Tam Tạng Kinh điển, trở thành những nhà bác học. Một người rèn luyện võ công để trở thành Bình Đồng Gia Sắc. Một người nỗ lực luyện siếc để làm được những điều kỳ lạ. Người nỗ lực trong nghiên cứu để phát minh ra những công nghệ khoa học. Như là người ta có thể phát minh được ra cái điện thoại ấy. Bây giờ alo mình ở đây mà nói chuyện với người ở đâu á. Phát minh ra cái vi tính này, máy chiếu này,
đấy là một cái sự thành công. Nó có giống thần thông không? Cái loại này mà nó xuất hiện khoảng 200 năm trước thì người ta có bảo là thần thông, nhưng mà bây giờ thì nó bình thường rồi. Nỗ lực trong công việc để trở thành một người tài giỏi. Một cái người nào người ta nỗ lực, người ta làm một cái việc gì đó, người ta rèn luyện một cái gì đó mà đạt đến mức tinh xảo, người ta có thể làm được những việc khó làm, thì đấy cũng là một cái sự thành công. Cái thành công này nó cũng tương đồng với một loại thần thông. Đó là những thành công do nỗ lực đúng. Thì tổng cộng nó có 10 cái loại thành công như vậy. Trong 10 loại thành công đấy, chỉ có 3 loại được gọi là thần thông. Chỉ có 3 cái được gọi là thần thông, đó là thành công do quyết định, thành công do biến hóa, thành công do ý sinh. Đó được gọi là thần thông do việc thực hành thuần thục 14 pháp làm chủ tâm. Thì cái người mà thực hành 14 pháp làm chủ tâm này là để thành công được những cái pháp thần thông do quyết định, biến hóa và do ý sinh. Thì đấy là kết quả của cái việc thực hành thiền và làm chủ tâm theo 14 cách. Hôm nay học đến đây, sau học tiếp. Tuần sau tiếp về thần thông. Thần thông nó đang hấp dẫn thì học liên tục luôn. Kitame punyam asavakadam vaham hotu. Kitame punyam nipanasa Kacayo Hodu.